Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 62. Nghe thấy lời của Trần Du, Mạc Thiên Đô cau mày, không nói gì. Còn Tần Nguyên kia thì vội nói, họa không liên quan đến người nhà, hành động như thế có phải hơi quá đáng không? Trần Du hờ hững nhìn thoáng qua ông, vậy Tần gia chủ có cách nào không? Tần Nguyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta có thể chiêu hàng, chỉ cần chúng ta nói hợp lý, dùng tình cảm để thuyết phục, chắc chắn Diệp Quân kia sẽ biết điều, chủ động đưa truyền thừa của thượng thần ra. Nghe thấy lời của Tần Nguyên, Mạc Thiên Đô nhất thời nhíu mày, nói thật lão ta thấy rất ghét tên ngụy quân tử Tần Nguyên này. Cực kỳ dối trá. Nếu không vì thực lực của ông già này không tệ thì lão ta thật sự muốn đập chết ông ta rồi. Mẹ kiếp, Diệp Quân bị ngu à? Còn chủ động đưa truyền thừa ra. Nói chuyện không gắn não sao? Chuyện đến nước này, chắc chắn Diệp Quân cũng hiểu dù hắn có đưa truyền thừa ra, chắc chắn bốn gia tộc thần linh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Trần Du chợt nói, nếu Tần Huynh tự tin như thế, vậy không bằng để Tần Huynh đi vào động thiên của thần nhất, khuyên Diệp Quân đầu hàng nhé. Tần Nguyên cười nói, nếu các người thấy yên tâm thì ta có thể đi thử. Trần Du im lặng. Đương nhiên là ông ta không yên tâm, lỡ như người này đi vào giết Diệp Quân, một mình độc chiếm truyền thừa của thần nhất, vậy chẳng phải bọn họ lỗ nặng sao? Mà Mạc Thiên Đô ở bên cạnh lại nói, ta thì không ngại, Tần Huynh có thể tiến vào trong động thiên của thần nhất bất cứ lúc nào. Tần Nguyên nhìn về phía Mạc Thiên Đô, thật sao? Mạc Thiên Đô gật đầu. Tần Nguyên cười to, sau đó nhìn về phía Trần Du bên cạnh. Trần Du cau mày nhìn Mạc Thiên Đô, không hiểu ý lão ta. Mạc Thiên Đô không giải thích mà nhìn về phía Tần Nguyên, Vương Tông chết ở trong động thiên của thần nhất, mấy chục nghìn cao thủ của Vương Tộc cũng chết cùng lão ta, nếu Tần Huynh thật sự không sợ thì có thể đi vào ngay bây giờ, chúng ta không có ý kiến gì cả. Nụ cười trên mặt Tần Nguyên dần biến mất. Đương nhiên thực lực của ông ta không mạnh hơn Vương Tông là bao, ngay cả Vương Tông cũng chết ở trong đó, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Tiến vào đó, có lẽ có cơ hội độc chiếm truyền thừa của thần nhất, nhưng cũng có thể sẽ chết bên trong. Thấy Tần Nguyên không nói gì thêm, Mạc Thiên Đô thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Triệu Thiên Kích vẫn luôn không nói gì, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Thiên Kích im lặng. Mạc Thiên Đô nói, nếu ông nội của ngươi dám giao quyền cho ngươi thì chứng minh ngươi không phải một kẻ tầm thường, đừng nhún nhường trước chúng ta, vì như thế chỉ khiến ngươi trông rất ngu ngốc mà thôi. Triệu Thiên Kích gật đầu, sau đó nói, việc cấp bách của chúng ta không phải là nghĩ cách lấy được truyền thừa của thần nhất, mà là phải làm rõ tại sao nhà họ Vương chết trong động thiên thần nhất, đây là chuyện rất quan trọng với chúng ta. Mạc Thiên Đô gật đầu, nói có lý. Tần Nguyên và Trần Du cũng không nói gì. Mấy người nhóm Vương Tông tại sao lại chết? Không thể không nói, điều này giống như một cái gai cắm trong cổ họng bọn họ, phải biết rằng Vương Tông là cao thủ tổ cảnh. Hơn nữa lão ta còn dẫn theo tất cả tinh nhuệ của Vương tộc. Nhưng những người này đều chết ở động thiên thần nhất. Là ai giết họ? Diệp Quân sao? Nếu là Diệp Quân thì sao hắn có thể làm được? Lúc này, Triệu Thiên Kích kia lại nói, thật ra muốn biết rõ chuyện này cũng không khó, chúng ta chỉ cần phái người tiến vào trong điều tra là sẽ biết thôi. Mạc Thiên Đô gật đầu, có thể. Không biết rõ chuyện này, lão ta cũng thấy sợ hãi. Trần Du chợt nói, theo ta được biết người này đến từ bên kia của Tuế Nguyệt Trường Hà, chúng ta có thể phái người đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà, bắt giữ tộc nhân của hắn để uy hiếp hắn, bắt buộc hắn đi ra từ trong động thiên thần nhất, ta không tin hắn có thể mặc kệ sống chết của người trong tộc. Mạc Thiên Đô ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Dù thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào động thiên thần nhất, nơi đó có phong ấn của thần nhất. Vì thế bọn họ cần phải nghĩ cách khiến Diệp Quân đi ra từ bên trong. Mà cách tốt nhất để Diệp Quân đi ra từ trong động thiên thần nhất chính là bắt tộc nhân của hắn, sau đó dùng việc này uy hiếp hắn. Diệp Quân ngươi cũng không thể mặc kệ sống chết của cha mẹ đúng không? Thấy Mạc Thiên Đô đồng ý, Trần Du gật đầu, ta sẽ phái người đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà. Mạc Thiên Đô nhắc nhở, vì tránh xảy ra sơ suất thì phái nhiều người một chút. Trần Du gật đầu, ta hiểu. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Còn Mạc Thiên Đô thì phái người tiến vào động thiên thần nhất, tổng cộng có 4 người, mỗi gia tộc phái 1 người. 4 gia tộc đều không tin tưởng nhau.
Tiên Nguyên Tông, động thiên thần nhất. Lúc này toàn bộ Tiên Nguyên Tông đều xôn xao, vì sau khi dọn dẹp chiến trường, bọn họ thu hoạch được rất nhiều của cải, trong đó cũng có không ít tổ nguyên. Phát tài rồi. Dù Tiên Nguyên Tông cũng tổn thất khá nhiều người, nhưng so với thu hoạch khổng lồ này, mất mấy người thật ra cũng chẳng là bao. Tư Mã Nho nhìn mọi người đang rất hưng phấn trong điện, trong mắt lại lộ vẻ u sầu, vì ông ta phát hiện không ngờ nhà họ Vương này lại giàu đến thế. Rõ ràng là ông ta đã đánh giá thấp nhà họ Vương. Dù nơi này có phong ấn thần nhất để lại, nhưng ông ta vẫn thấy lo lắng. Lúc này, một trưởng lão bước nhanh tới trước mặt Tư Mã Nho, Tư Mã Nho vội hỏi, sao rồi? Trưởng lão nói, tông chủ, thiếu niên kia ở trong dãy núi Vân Long cách đây nghìn dặm, chúng ta làm theo lệnh của ngài, cũng không làm phiền cậu ta. Tư Mã Nho gật đầu, như thế vẫn tốt hơn, ta sẽ đích thân đi gặp cậu ta. Dứt lời, ông ta bèn muốn rời đi, mà trưởng lão kia lại hưng phấn nói, tông chủ muốn giết người cướp của ư. Rõ ràng là trưởng lão đã có được lợi lộc, thế cũng bình thường, dù sao vừa mới tiêu diệt Vương tộc, tất cả người của Tiên Nguyên Tông đều phát tài. Nghe thấy lời của trưởng lão, Tư Mã Nho lập tức lạnh lùng nhìn lão ta, hành động này khiến trưởng lão cảm thấy lạnh lẽo. Tư Mã Nho thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, hiện tại Tiên Vân Tông chúng ta cần đồng minh. Hiện tại ông ta đang thấy lo lắng hơn, vì ông ta phát hiện Trương Văn Tú hiện tại hơi tự tin quá. Không đúng, là cực kỳ tự tin. Đây không phải một chuyện tốt, đương nhiên lúc này ông ta cũng không rảnh để tâm nhiều chuyện như vậy, ông ta đang rất muốn tìm một đồng minh. Đương nhiên không thể hy vọng vào võ tông được, nên chỉ có thiếu niên kiếm tu lai lịch không tầm thường kia thôi. Tư Mã Nho không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Trước một ao nước trong dãy núi rộng lớn, Diệp Quân ngồi xếp bằng dưới đất, đôi mắt khép hờ, tập trung tinh thần. Trận chiến với Vương Tông trước đó khiến hắn lĩnh ngộ được rất nhiều điều, lĩnh ngộ sâu sắc nhất chính là sức mạnh phong ấn mà thần nhất để lại. Vì hắn phát hiện đại chiến với người khác khi phải chịu sức mạnh phong ấn của thần nhất có thể tăng cường sức mạnh của bản thân rất nhiều. Cái này cũng giống việc đeo bao cát trên hai chân rồi chạy bộ vậy, dù lúc đó sẽ thấy nặng nề, nhưng lâu dần, khi ngươi quen với gánh nặng này, cũng tương đương với thực lực của ngươi đã mạnh hơn, nếu ngươi gỡ bao cát xuống, thực lực của ngươi sẽ trở nên càng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Diệp Quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn hơi nhếch môi, lúc này, hắn không xem sức mạnh phong ấn này như một sự chèn ép nữa, mà là một cách rèn luyện. Rèn luyện mang vật nặng. Lúc này, trước mặt Diệp Quân không xa có một cơn gió nhẹ thổi tới, sau đó Tư Mã Nho xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân im lặng nhìn Tư Mã Nho. Tư Mã Nho quan sát Diệp Quân, trong lòng thầm thấy khiếp sợ, dù thiếu niên này hoàn toàn không có tu vi, nhưng lại khiến ông ta cảm thấy hơi nguy hiểm. Đúng là không đơn giản. Tư Mã Nho cười nói, tiểu hữu tu luyện ở đây à? Diệp Quân bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Tư Mã Nho nghiêm túc nói, tiểu hữu, người xưa có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, kẻ thù của chúng ta là nhà họ Vương kia, chúng ta phải cùng nhau hợp tác chống lại kẻ thù, cậu nghĩ sao? Diệp Quân cười nói, có lẽ nhà họ Vương không dám đi vào trả thù đâu. Tư Mã Nho cất giọng nặng nề, lỡ bọn họ đi vào thì sao? Diệp Quân im lặng. Tư Mã Nho đang định nói tiếp thì Diệp Quân chợt nói, có dám làm một ván lớn không? Tư Mã Nho hơi ngạc nhiên, ván lớn. Diệp Quân gật đầu, không giấu gì ông, trên người ta có một phần truyền thừa, không chỉ có nhà họ Vương ở bên ngoài muốn có nó mà còn có mấy gia tộc khác, nếu ta đoán không lầm thì chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua mà tiếp tục vào đây. Nếu ông dám chơi một ván lớn, chúng ta có thể gài bẫy lừa bọn họ đi vào, sau đó giết bọn họ, tất cả của cải trên người bọn họ đều thuộc về ông, ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Tư Mã Nho im lặng. Vẫn còn mấy gia tộc giống nhà họ Vương. Không thể không nói, nghe thấy lời này của Diệp Quân, ông ta cũng hơi sợ hết hồn hết vía. Thực lực của nhà họ Vương đã kinh khủng đến thế rồi, mà bây giờ bên ngoài còn có thế lực giống bọn họ, hơn nữa còn sẽ đến giết người này. Tư Mã Nho nhìn về phía Diệp Quân, tỏ vẻ tò mò, truyền thừa kia của cậu thật sự là truyền thừa thần nhất à? Diệp Quân gật đầu, phải. Tư Mã Nho im lặng. Truyền thừa thần nhất. Tuy ông ta chưa từng ra bên ngoài, nhưng cũng có biết chút ít về thần nhất, nhưng cũng không biết quá nhiều,
dẫu sao thần nhất cũng phát triển ở thế giới bên ngoài. Tư Mã Nho hơi do dự. Liên thủ với Diệp Quân, rất có thể sẽ tiếp tục bị gia tộc khác nhằm vào, nói thật sau khi thấy sức mạnh kinh khủng của nhà họ Vương, hiện tại ông ta khá kiêng dè với thế lực bên ngoài. Diệp Quân chợt nói, giết một nhà là ta giết, giết năm nhà cũng là ta giết, không có gì khác nhau cả. Tư Mã Nho trầm giọng nói, điều ta lo lắng là nếu bọn họ nghĩ cách phá vỡ phong ấn ở nơi này. Diệp Quân cười nói, chắc là không có khả năng đó đâu, bọn họ không thể phá phong ấn do thần nhất để lại được, nếu không nhà họ Vương cũng đã không mạo hiểm đến nơi này. Tư Mã Nho nhìn Diệp Quân, không nói gì. Nói thật thì ông ta hơi lo lắng. Hợp tác với nhau, tuy có thể phát tài, nhưng cũng có thể tan xương nát thịt. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, quý tông môn cố thể từ từ suy xét, không cần vội. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thấy dáng vẻ rửng rưng của Diệp Quân, Tư Mã Nho nhất thời hơi nghi ngờ, sao người này không có vẻ lo lắng chút nào vậy? Không hợp lý lắm, chắc chắn là có chỗ dựa. Còn trẻ tuổi đã có thực lực đáng sợ như thế, lai lịch chắc chắn là không tầm thường. Nghĩ thế, Tư Mã Nho lập tức nói, Diệp công tử, Tiên Vân Tông chúng ta đồng ý hợp tác với cậu. Diệp Quân dừng bước, hắn xoay người cười nói với Tư Mã Nho, hợp tác vui vẻ. Nếu ở bên ngoài, thực lực của Tiên Vân Tông thật sự không là gì, nhưng ở nơi này, thực lực của họ vẫn khá là kinh khủng. Tư Mã Nho hỏi, Diệp công tử, cậu có người chống lưng không? Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó nói với nét mặt nghiêm chỉnh, rất nhiều. Tư Mã Nho lại hỏi, có mạnh không? Diệp Quân nghiêm túc đáp, chọn bừa một người cũng có thể giết người bừa bãi. Tư Mã Nho hé miệng cười, thế thì tốt. Diệp Quân ngạc nhiên nhìn Tư Mã Nho, ông tin thật à? Tư Mã Nho nghiêm túc nói, cậu không phát hiện là cậu trông giống như có rất nhiều chỗ dựa ư? Diệp Quân! Diệp Quân cười to. Tông chủ của Tiên Nguyên Tông này khá thú vị đấy. Diệp Quân biết chắc chắn đối phương có hàm ý gì đó, nhưng hắn không quan tâm, hắn vẫy tay nói, liên lạc lại sau. Dứt lời, hắn biến mất ở phía xa. Nụ cười trên mặt Tư Mã Nho dần biến mất, sau một hồi im lặng, ông ta quay lại Tiên Nguyên Tông. Tổ chức hội nghị tông môn. Tất cả cao thủ của Tiên Nguyên Tông đều tập trung lại. Tư Mã Nho nhìn mọi người trong điện, sau đó nói, các vị, ta đã tiến hành hợp tác với Diệp công tử, sau này chúng ta sẽ là đồng minh, sống chết với nhau. Có trưởng lão nhắc nhở, tông chủ, hắn chỉ có một mình mà thôi. Tư Mã Nho thản nhiên nhìn trưởng lão vừa nói chuyện, hồ đồ, người thật sự cho rằng hắn chỉ có một mình à. Trưởng lão kia nghi ngờ, hắn. Tư Mã Nho nghiêm túc nói, Diệp công tử đã nói rõ với ta rồi, hắn là thiếu chủ của Diệp tộc ở bên ngoài, biết Diệp tộc không? Đây là gia tộc hàng đầu ở thế giới bên ngoài, cao thủ đông đảo, một người cũng có thể tàn sát bừa bãi toàn bộ vũ trụ. Trưởng lão kia thoáng do dự, sau đó nói, vậy vì sao hắn lại bị đuổi giết đến tận đây? Tư Mã Nho đang định đáp lời thì trưởng lão hắc bào ở một bên chợt nói, có lẽ là nuôi thả, gia tộc lớn thường không hành động như người bình thường mà. Tư Mã Nho vỗ đùi, đúng là nuôi thả. Nghe Diệp công tử này nói Diệp tộc của họ đào tạo gia chủ đều theo cách nuôi thả, vì gia chủ đi lên từ trong gian khổ sẽ mạnh mẽ hơn. Có trưởng lão nói, vậy hắn đi đến đây, là vì trải nghiệm sao? Tư Mã Nho vội gật đầu, đúng thế. Trưởng lão kia thoáng do dự, sau đó hỏi, tông chủ, có thể tin được chứ? Tư Mã Nho còn chưa nói gì, trưởng lão hắc bào kia đã cất lời, chư vị, lúc trước sau khi tiêu diệt nhà họ Vương, Diệp công tử kia không lấy bất cứ báu vật nào cả, việc này có ý nghĩa thế nào? Nghĩa là người ta coi thường mấy thứ đó, mọi người nghĩ xem, gia cảnh thế nào mới có thể coi thường cả tổ nguyên chứ? Mấy trưởng lão còn lại cùng đều gật đầu. Lúc đó Diệp công tử kia đi rất dứt khoát, thậm chí còn không thèm quay đầu. Vì thế, mọi người càng phân tích càng cảm thấy Diệp công tử kia không đơn giản. Thấy cảnh này, Tư Mã Nho nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù ông ta là tông chủ, nhưng hợp tác với Diệp Quân vẫn thấy hơi áp lực, vì dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Tiếp theo, có lẽ họ sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn, chỉ cần sơ suất người của tông môn sẽ bắt đầu oán trách, cảm thấy không nên liên minh, mà bây giờ, mọi người đều thừa nhận Diệp Quân, vậy sau này sẽ không xảy ra nội loạn. Đây là lựa chọn của tất cả mọi người.
không phải lựa chọn của một mình ông ta. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Còn việc rốt cuộc phía sau Diệp Quân có thế lực nào không, thật ra ông ta cũng không chắc. Trong dãy núi rộng lớn, Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang bay đến tận trời, nhưng trong nháy mắt, một lực lượng vô hình đã rơi xuống từ trên trời, khiến hắn quay lại vị trí ban đầu. Vào khoảnh khắc rơi xuống đất, mấy ngọn núi lớn xung quanh Diệp Quân lập tức tan nát. Mà Diệp Quân vẫn tiếp tục bay lên cao. Cứ thế, Diệp Quân hết lần này đến lần khác đâm thẳng vào phong ấn thần nhất để lại kia. Hiện tại hắn đang dùng phong ấn này để rèn luyện bản thân, không thể không nói sau khi tâm lý thay đổi, hắn cũng không thấy ghét sức mạnh phong ấn này như trước nữa. Hắn đang dần làm quen với sức mạnh phong ấn này. Trong quá trình đối chiến với nó, Diệp Quân còn phát hiện sức mạnh phong ấn này sẽ còn mạnh lên theo thực lực cá nhân. Nói một cách đơn giản thì thực lực của người càng mạnh, uy lực của phong ấn sẽ càng lớn, hơn nữa gần như là không có giới hạn. Đây rõ ràng là một đối thủ hoàn mỹ với Diệp Quân. Diệp An cũng đi ra từ trong tháp, sau đó bắt đầu luyện tập đối kháng với phong ấn này. Oanh! Một tia kiếm quang rơi thẳng xuống từ chân trời, kiếm quang vừa rơi xuống đã khiến vùng đất nổ tung, vô số bụi đất bay lên cao. Trong bụi đất, Diệp Quân vung tay áo. Một tia kiếm quang bay ra, bụi đất xong lập tức bay đi mất. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn nhếch miệng cười, giẫm nhẹ chân phải, lại biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Vụt! Thời không bị tia kiếm chém đôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên bầu trời, một sức mạnh đáng sợ chiếu xuống, đánh thẳng lên tia kiếm quang kia. Ầm! Kiếm quang vỡ tan tành. Diệp Quân rơi xuống đất, nhưng sau đó, hắn lại bay lên cao một lần nữa, đỡ lấy sức mạnh phong ấn kia, nhưng lần này đã có sự thay đổi. Khi kiếm của Diệp Quân còn cách sức mạnh phong ấy kia mấy trượng, thân thể Diệp Quân chợt trở nên hư ảo. Thời không chồng chéo. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kiếm kỹ. Kiếm chém ra, oanh. Sức mạnh phong ấn bí ẩn kia lập tức vỡ tan tành. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân nhếch môi. Nhưng sau đó, trên bầu trời có một sức mạnh cường đại hơn đánh thẳng xuống. Ầm, kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân lại rơi xuống đất một lần nữa. Lần này, một lúc lâu sau đó Diệp Quân mới bò ra từ sâu trong lòng đất. Diệp Quân nằm dưới đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn phát hiện thật ra phong ấn này có sơ hở, chỉ cần bất ngờ gia tăng sức mạnh sẽ có thể lập tức phá vỡ nó. Nhưng có một vấn đề là sức mạnh phong ấn tiếp theo sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng lúc sức mạnh phong ấn thứ hai đánh xuống, hắn đã là người bình thường, sẽ không bị sức mạnh của nó trấn áp. Vào khoảnh khắc đó, hắn cũng như đang ở bên ngoài. Chỉ cần nắm bắt được khoảnh khắc này, hắn sẽ làm được rất nhiều chuyện. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó đứng lên, hắn biến thành một tia kiếm quang bay lên cao một lần nữa. Lần này hắn không sử dụng bất cứ kiếm kỹ nào nữa, chỉ rèn luyện kiếm ý vô địch và kiếm đạo của mình. Kiếm ý và kiếm đạo mới là nòng cốt của hắn. Cứ thế, Diệp Quân và Diệp An đối kháng với sức mạnh phong ấn kia hết lần này đến lần khác, mà trong quá trình này, sức mạnh của hai chị em cũng tăng lên rất nhiều. Không chỉ thực lực của mỗi Diệp Quân, mà thực lực của cả Mộc Nguyên, hai vị thần tướng và châu thần man hoang tu luyện trong tiểu tháp cũng mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Diệp Quân cũng liên tục cung cấp tổ nguyên cho bọn họ, hơn nữa bọn họ còn ở trong tiểu tháp. Còn những thiên tài nhỏ tuổi như Lâm Bảo Mỹ và Cẩu Đán, dù thực lực của chúng của mạnh hơn rất nhiều, nhưng vì còn quá nhỏ nên không thể so sánh với thế hệ trước được. Có điều tương lai thì chưa biết. Bên ngoài động thiên thần nhất, lúc này bốn gia tộc hậu duệ thần linh đã bao vây cửa ra vào động thiên, không chỉ có thế, dưới sự hợp tác của bốn gia tộc, ngoài học viện thần, không có người và thế lực nào có thể đến gần động thiên thần nhất này. Đây rõ ràng là muốn độc chiếm, rất nhiều người tức giận nhưng không dám nói gì. Đành chịu thôi, thực lực của bốn gia tộc thật sự quá kinh khủng, dù có giận cũng phải cam chịu. Mạc Thiên Đô nhìn lối vào động thiên thần nhất phía xa, im lặng không nói một lời. Thật ra lão ta cũng hơi nôn nóng muốn đi vào động thiên thần nhất, nhưng vết xe đổ của nhà họ Vương ở ngay trước mắt, lão ta cũng không dám mạo hiểm. Đợi. Đợi người bên trong truyền tin ra. Bốn gia tộc gần như nhận được truyền âm cùng một lúc. Một lát sau,
Mấy người Mạc Thiên Đô nhìn nhau, Trần Du trầm giọng nói, thì ra không phải Diệp Quân tiêu diệt nhà họ Vương, mà là một thế lực bên trong động thiên thần nhất. Mọi người đều thầm thở phào. Nếu nhà họ Vương bị một mình Diệp Quân tiêu diệt, thì bọn họ thật sự thấy hoảng hốt. Vì Diệp Quân chỉ mới 20 mấy tuổi, hơn nữa tu vi của hắn còn đang bị trấn áp. Nhưng nhà họ Vương là bị một thế lực địa phương trong động thiên thần nhất tiêu diệt thì lại khác. Mục tiêu của bọn họ là Diệp Quân, không phải thế lực địa phương trong động thiên thần nhất. Mạc Thiên Đô cất lời, phái người đi vào đàm phán với thế lực địa phương kia xem sao. Trần Du lắc đầu, e rằng sẽ khó đàm phán, thế lực trong đó không hề biết đến gia tộc hậu duệ thần linh chúng ta, mà bên trong còn có sức mạnh phong ấn do thượng thần thần nhất để lại, vì thế bọn họ hoàn toàn không cần phải nể mặt chúng ta. Tần Nguyên nói, cho bọn họ lợi lộc, bảo bọn họ bắt Diệp Quân giúp chúng ta. Mạc Thiên Đô ngẫm nghĩ, sau đó nói, làm thế cũng được. Trần Du cất lời, mỗi gia tộc chúng ta bỏ ra 5 tổ nguyên, 20 tổ nguyên, có lẽ thế lực bên trong sẽ động lòng. Tần Nguyên hỏi, phái ai đi đây? Mạc Thiên Đô đáp, mỗi gia tộc phái một người. Tần Nguyên cười đáp, được. Trần Du và Triệu Thiên Kích cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, 4 người lập tức phái 4 cao thủ tiến vào động thiên thần nhất. Mạc Thiên Đô đột nhiên nhìn về phía Trần Du, người của huynh đã tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà chưa? Trần Du gật đầu, đã tiến vào rồi. Mạc Thiên Đô gật đầu, cho dù thế nào, chúng ta vẫn phải có tính toán cho tình huống tệ nhất, nếu thế lực bên trong động thiên thần nhất không muốn hợp tác, thì chỉ có thể lợi dụng người trong gia tộc của Diệp Quân ép hắn ra ngoài thôi. Trần Du cười nói, tối đa 3 ngày, người của ta sẽ bắt người trong gia tộc hắn đến đây. Đến lúc đó ta cũng muốn xem Diệp Quân có thể lòng dạ sắt đá đứng nhìn người trong gia tộc lần lượt chết đi không. Mạc Thiên Đô gật đầu, lão ta cũng không cảm thấy hành động này hơi bỉ ổi, từ trước đến giờ, người làm nên chuyện lớn đều chưa từng chú ý chuyện vặt vãnh. Tuế Nguyệt Trường Hà. Hôm nay, có 10 mấy cao thủ tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà từ thời đại cũ, những cao thủ này đều là người nhà họ Trần, người dẫn đầu tên Trần Thanh, là đại trưởng lão của nhà họ Trần. Vì tránh có sơ suất, nên Trần Du đã phái đại trưởng lão của nhà họ Trần chỉ huy. Phải biết rằng Trần Thanh là cao thủ cảnh giới thiên quân đỉnh cao, mà những người ông ta chỉ huy đều là cảnh giới đế quân. Không thể không nói, đội ngũ này rất phô trương. Trần Thanh nhìn về phía cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, cười khẽ, đi đến nơi này đúng là không dễ dàng. Thời đại cũng muốn tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà là rất khó, vì chúng thần trước đây đã để lại phong ấn ở biên giới 2 nơi. Lần này bọn họ có thể đi vào đều là vì 4 gia tộc hợp tác, mới phá vỡ được phong ấn trong khoảng thời gian ngắn. Một ông lão bên cạnh Trần Thanh cười nói, cũng không biết nền văn minh võ đạo của Tuế Nguyệt Trường Hà này thế nào, nếu quá yếu thì đúng là nhàm chán. Trần Thanh cười nói, chúng ta đến đây, có lẽ được xem là cao thủ tiến vào thôn Tân Thủ nhỉ. Ha ha! Những người còn lại cũng cười to theo. Bọn họ cho rằng nhiệm vụ lần này không có gì khá khăn cả. Bọn họ còn nghĩ mình là cao thủ tiến vào thôn Tân Thủ, tấn công thế giới có nền văn minh võ đạo thấp hơn. Lúc này đột nhiên có người nói, có người đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt có một cô bé đang lén lút quan sát gì đó, trên bả vai cô bé còn có một tên nhóc màu trắng lông xù, tên nhóc kia cũng nhìn trái nhìn phải, có vẻ rất đề phòng. Đi tìm Diệp Quân. Nhìn thấy bé gái này, Trần Thanh nhíu mày, đương nhiên ông ta sẽ không nghĩ rằng đây là một cô bé bình thường, có thể bước đi ung dung trong Tuế Nguyệt Trường Hà chắc chắn không tầm thường. Lúc này, một ông lão bên cạnh Trần Thanh chợt nhìn vào con vật trên vai cô bé, kích động nói, đại trưởng lão, đây, là linh tổ ư. Linh tổ, tổ tiên vạn linh trong thiên hạ. Nghe thấy ông lão nói thế, ánh mắt các cường giả nhà họ Trần đang có mặt đều nhìn vào vật nhỏ màu trắng ấy, khi thấy nó thật sự là linh tổ, mọi người đều trở nên phấn khích. Ánh mắt Trần Thanh cũng trở nên nóng rực, không ngờ vừa tới Tuế Nguyệt Trường Hà đã gặp được linh tổ, đúng là tổ tiên yêu ái. Linh tổ. Nghe thấy Trần Thanh xác nhận, những trưởng lão khác cũng rất kích động. Linh tổ là thần vật thần bảo cấp cao hiếm có nhường nào, cho dù là trước đây cũng không có linh tổ. Điều kiện để trở thành linh tổ thật sự quá khắc nghiệt. Dưới tình huống bình thường, thời đại bây giờ rất khó có được linh tổ, bởi vì tổ nguyên thời đại này vô cùng thiếu thốn, đã không còn tài nguyên để biến linh vật thành linh tổ được nữa rồi.
Tất nhiên, lúc này họ không nghĩ được nhiều như vậy. Đưa được linh tổ trước mắt này về tay mới là việc quan trọng. Trần Thanh không chút do dự, tiến lên một bước, lúc này ông ta đã tới trước mặt cô bé. Cô bé nhìn nhóm Trần Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt với vẻ rất bình tĩnh, cô bé liếm hồ lô rồi nhìn nhẫn không gian trên tay Trần Thanh. Trần Thanh nhìn Nhị Nha, cười bảo, cô bé, chúng ta thích con vật trên vai cháu, có thể tặng cho chúng ta không? Nhị Nha lắc đầu, không được. Nụ cười của Trần Thanh dần trở nên xấu xa, nếu ta vẫn muốn có thì sao? Nhị Nha giơ nắm đấm ra. Không hề báo trước. Bởi vì quá gần, Trần Thanh hoàn toàn không phản ứng kịp nên đã nhận ngay một đấm của Nhị Nha. Đương nhiên ông ta cũng không hoảng loạn mấy, bởi vì ông ta nghĩ cú đấm của cô bé này cùng lắm chỉ đủ gãi ngứa cho mình. Mặc dù ông ta không chủ yếu tu thân thể, nhưng ông ta ở cảnh giới thiên quân, cơ thể cũng cường hãn hơn người bình thường. Thế nhưng, bùm, ngay lập tức, cơ thể Trần Thanh nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Mọi người đều choáng váng. Cô bé không dừng lại, sau cú đấm phá vỡ thân thể Trần Thanh, cô bé lại tung ra liên tiếp vài quyền nữa, trong chốc lát, sáu cường giả nhà họ Trần đang có mặt đều nổ tung tại chỗ. Những người khác phản ứng lại, liên tiếp lùi lại phía sau. Nhưng cô bé lại lao lên trước, bắn ra như viên đạn đại bác, ở nơi xa. Sắc mặt cường giả nhà họ Trần biến đổi, ông ta không màng gì nữa, tung ra một đấm đỡ lại đòn của cô bé. Cứng đối cứng. Rầm. Trong tích tắc, cơ thể của cường giả nhà họ Trần đó nổ tung, chỉ còn lại linh hồn, nhưng cô bé vẫn không dừng lại, quay người tung nắm đấm về phía cường giả nhà họ Trần vẫn đang trốn chạy phía xa. Chưa tới 10 giây, nơi đây đã vang lên những tiếng la hét thê thảm. Diệt hết toàn bộ. Tất cả những ai chống lại cô bé đều chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có Trần Thanh vẫn kiên trì được, linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng cũng sắp rồi. Lúc này, tất cả cường giả của nhà họ Trần đang có mặt đều ngây ra như ngỗng. Đây là cái quái gì vậy? Trần Thanh hoang mang nhìn bé gái đang đếm nhẫn không gian, ngươi. Bé gái quay đầu lại nhìn Trần Thanh vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Kiếm hồ lô rồi nói, ông từ nơi đó tới có nhìn thấy thanh niên nào trông rất trung thực, nhưng hơi xấu xa không? Trần Thanh nhìn cô bé với ánh mắt kinh hoàng, ông ta không ngờ thực lực của cô bé trước mặt lại đáng sợ đến vậy, bên phía ông ta bao nhiêu người mà đều không đỡ nổi một đòn của cô, đúng là quá khó tin. Thấy Trần Thanh không nói gì, cô bé cau mày, có biết không? Trần Thanh suy nghĩ rồi trả lời, các hạ, ta là người của nhà họ Trần hậu duệ của thần linh thượng cổ. Hậu duệ của thần linh thượng cổ. Cô bé chớp mắt, chưa nghe bao giờ. Vẻ mặt Trần Thanh cứng ngắc, ông ta đang định nói thì cô bé đã vung trưởng. Thần hồn của Trần Thanh hoàn toàn biến mất. Cô bé lắc đầu, trả lời quá chậm. Nói xong cô bé dẫn theo Tiểu Bạch đi về nơi xa. Trần Thanh. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Nhị Nha liếm hồ lô, chúng ta phải mau chóng tìm được Tiểu Quân Tử. Tiểu Bạch gật đầu ngay. Tỏ vẻ đồng ý. Lần này đương nhiên là họ lén chạy ra ngoài, nếu không chắc chắn họ đã không trột dạ thế này. Nếu không muốn bị trừng phạt thì phải tìm lý do chính là, làm trưởng bối, không yên tâm cháu trai một mình lịch luyện ở ngoài, vậy nên họ ra ngoài chăm sóc. Nhị Nha rất hài lòng với lý do này của mình. Kín đáo không có kẽ hở. Tất nhiên để an toàn, họ vẫn phải tìm được cháu trai trước. Nhị Nha nhìn vào nơi xa. Hơi lo lắng nói, không biết cháu trai có tìm thêm cháu dâu nào nữa không đây, thật đau đầu. Tiểu Bạch cũng gật đầu nhanh chóng, thằng cháu này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nhiều vợ. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, đừng để lộ ra nhiều bảo bối quá, cháu trai sẽ nhớ đấy. Tiểu Bạch vội gật đầu, vỗ bụng tỏ ý nó giấu rất tốt. Nhị Nha liếm hồ lô rồi lại nói, thi thoảng cho một thứ thì được, nếu không cháu trai sẽ bị người khác bắt nạt. Đúng lúc này, Tiểu Bạch chợt nhìn về phía xa, không biết cảm nhận được gì mà nó múa vuốt liên tục, vô cùng phấn khích, mừng rỡ. Nhị Nha nói ngay, đi. Nói xong cô bé tiến về phía trước, vô số sức mạnh tuế nguyệt bị nghiền nát. Không biết qua bao lâu, Nhị Nha và Tiểu Bạch đến một vùng tinh không. Phía trước cách hai người không xa có một ông lão đang quỳ, đằng sau ông ta còn kéo theo một chiếc quan tài. Nhìn thấy Nhị Nha và Tiểu Bạch. Đà quan lão nhân chợt giấy lên nghi ngờ. Bé gái,
Nhị Nha và Tiểu Bạch đi đến trước mặt ông ta, hai người làm như vô ý nhìn về phía quan tài đó. Đương nhiên vẫn chưa thể ra tay. Bởi vì An Tỷ đã dặn, không được chủ động cướp đồ của người khác, như vậy là không tốt. Họ vẫn phải nghe lời An Tỷ. Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau, Nhị Nha liếm hổ lô có đáng không? Tiểu Bạch gật đầu ngay, tỏ ý vô cùng đáng giá. Nhị Nha khẽ gật đầu, sau đó nhìn Đà Quan lão nhân trước mắt, không nói gì. Phải làm sao mới có thể khiến ông lão này chủ động ra tay đây? An Tỷ từng nói không được cướp đồ của người khác. Nhưng nếu người ta ra tay trước thì nhất định đừng nhịn, phải chiến đấu hết mình. Tất nhiên, nếu đối phương không ra tay, họ cũng sẽ không cướp, họ chỉ ra tay với người xấu. Đà Quan lão nhân nhìn cô bé và Tiểu Bạch trước mặt với vẻ rất phòng bị. Sau hai bài học lần trước, lần này ông ta đã ẩn mình hơn. Cô bé hỏi, ông lão, sao ông lại chạy tới đây? Có phải bị ai đánh không? Đà Quan lão nhân đen mặt, người có biết nói chuyện không đó? Cô bé nhìn quan tài, ông có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta kéo giúp ông nhé. Đà Quan lão nhân bắt đầu cảnh giác, mẹ kiếp, mục tiêu của hai người này là quan tài à? Ông ta trầm giọng bảo, tiểu cô nương là. Cô gái nhỏ chớp mắt. Cô không nói mà đi tới trước quan tài cùng Tiểu Bạch, quan sát quan tài sau đó nói gì đó với Tiểu Bạch. Thấy thế, Đà Quan lão nhân biến sắc, ông ta định ra tay nhưng không thể ra tay, vì kiếm khí trong cơ thể, ông ta chỉ chuyển động nhẹ một cái là sẽ chết không có chỗ chôn thân ngay. Cô bé quan sát một lúc rồi nhìn Tiểu Bạch chỉ móng vuốt vào quan tài sau đó mau chóng múa may, hơn nữa càng múa càng phấn khích. Đà Quan lão nhân nói, hai người. Cô bé quay lại nhìn ông ta, liếm hổ lô rồi hỏi, làm sao? Ông lão uyển chuyển nhắc nhở, thứ này là của ta. Phải nói là ông ta rất bức bối, uất ức. Nếu không phải trong cơ thể có luồng kiếm khí kia thì ông ta đã tát chết hai đứa trước mặt này rồi. Nghe Đà Quan lão nhân nói thế, bé gái nghiêm túc bảo, ta biết, ông yên tâm, người nhà họ Dương chúng ta không cướp của ai bao giờ. Đà Quan lão nhân hơi nghi ngờ. Rõ ràng không tin lắm, bởi vì trông hai người rất có dáng vẻ của thổ phỉ. Cô bé không nói gì nữa, ôm Tiểu Bạch quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, cô bé và Tiểu Bạch đã biến mất ở cuối tinh không. Thấy thế, Đà Quan lão nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó khuôn mặt ông ta lại trở nên nhăn nhó gớm ghiếc, đúng là hổ xuống núi bị chó bắt nạt, nếu là trước đây, ông ta giết hai người trước mắt chỉ đơn giản như giết gà. Mặc dù ông ta bị kiếm khí trong cơ thể phong ấn, không cảm nhận được khí tức của cô bé và Tiểu Bạch, nhưng ông ta tin mình có thể thoải mái giết người dưới tổ cảnh. Đáng hận! Đà Quan lão nhân rất tức giận, vốn muốn chửi thề vài tiếng nhưng nghĩ rồi lại thôi. Thực lực của người phụ nữ đó khá kỳ lạ, nếu chửi có lẽ sẽ đi đời thật. Mà lúc này, một cô bé bỗng xuất hiện trước mặt Đà Quan lão nhân, vẫn là cô bé vừa nãy, điều khác biệt là cô bé đã che mặt. Mà Tiểu Bạch trên vai cô bé cũng có thêm một lớp mặt nạ đen. Đà Quan lão nhân khó hiểu vô cùng. Lúc này, cô bé bay tới trước quan tài, hai tay kéo dây sắt rồi kéo mạnh. Rắc! Dây sắt đã đứt. Cứ như vậy, dưới cái nhìn thẳng thốt của Đà Quan lão nhân, hai người kéo quan tài lên. Cô bé bỗng quay sang nhìn Đà Quan lão nhân, khàn giọng hỏi, ông biết ta là ai không? Đà Quan lão nhân tức điên, ngươi! Có thể cướp đồ của ta, nhưng không thể sỉ nhục trí thông minh của ta, phụt. Nói xong ông ta phun ra một ngụm máu. Đà Quan lão nhân chưa từng bị sỉ nhục như thế, thật sự không coi ông ta là người. Không chỉ cướp đồ của ông ta mà còn muốn sỉ nhục chỉ số thông minh của ông ta. Đây đúng là hiếp người quá đáng. Cô bé ở phía xa nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ, không phải mình che mặt lại rồi ư, sao ông lão này còn nhận ra mình. Cô bé cũng không suy nghĩ nhiều, cùng tên nhóc màu trắng kéo quan tài bỏ chạy. Đà Quan lão nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn quan tài bị hai tên cướp kéo đi. Chẳng mấy chốc, cô bé và tên nhóc màu trắng đã biến mất ở cuối tinh không. Sắc mặt Đà Quan lão nhân vô cùng u ám. Mất rồi. Ông ta bị kiếm khí của người phụ nữ kia phong ấn ở đây, mất đi tự do, bây giờ quan tài mà ông ta bảo vệ còn bị người ta cướp mất. Sao tự nhiên ông ta lại xui xẻo thế chứ? Đà Quan lão nhân hít một hơi thật sâu,
ông ta nhìn chằm chằm phía xa với nét mặt dữ tợn, hãy đợi đấy, đợi khi nào thượng thần thần nhất trở về, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Ở một nơi khác, cô bé và tên nhóc màu trắng kéo quan tài chạy một lúc lâu, thấy đà quan lão nhân kia không đuổi theo thì cô bé mới dừng lại. Cô bé đi tới trước quan tài rồi đẩy mở nắp. Cô bé và tên nhóc màu trắng nhìn chằm chằm vào quan tài một lúc lâu, cuối cùng cô bé đậy nắp quan tài lại, sau đó nói, đưa cho cháu trai. Tên nhóc màu trắng vội vàng gật đầu. Cô bé cất quan tài đi, sau đó dẫn tên nhóc theo biến mất ở cuối tinh không. Lối vào động thiên thần nhất. Sắc mặt Trần Du chợt trở nên khó coi. Mạc Thiên Đô thấy thế thì cau mày, xảy ra chuyện gì à? Tần Nguyên và Triệu Thiên Kích cũng nhìn về phía Trần Du. Trần Du gật đầu với nét mặt u ám, hồn đăng của những người nhà họ Trần ta phái đi Tuế Nguyệt Trường Hà đều đã vỡ rồi. Nghe thấy thế ba người nhóm Mạc Thiên Đô đều cau mày. Mạc Thiên Đô nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta hơi đánh giá thấp thế lực đứng sau Diệp Quân rồi. Chuyện này phải thảo luận kỹ hơn mới được. Trần Du nhìn về phía Mạc Thiên Đô, thảo luận kỹ hơn thế nào đây? Mạc Thiên Đô nói, phải điều tra rõ lai lịch của Diệp Quân trước đã. Tần Nguyên cũng gật đầu, người này có thể lấy được truyền thừa của thần nhất chắc chắn là không đơn giản, vì thế vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Đương nhiên bọn họ sẽ không khinh thường Diệp Quân, hắn có thể lấy được truyền thừa của thần nhất đương nhiên không phải một kẻ tầm thường. Trần Du lại nói, ta cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Mọi người nhìn về phía Trần Du, ông ta trầm giọng nói, rõ ràng thế lực sau lưng hắn ta không đơn giản chút nào, nhưng bây giờ bọn họ đều ở tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Bọn họ muốn đến nơi này đương nhiên không đơn giản, nói cách khác Diệp Quân hiện tại chỉ có một thân một mình, là thời điểm tốt nhất để chúng ta giết chết hắn. Mạc Thiên Đô nhíu mày. Trần Du nói tiếp, hơn nữa các vị à, chúng ta đều là người của gia tộc Hậu Duệ Thần Linh, chẳng lẽ trên đời vẫn còn thế lực nào mạnh hơn chúng ta sao? Càng chưa nói đến việc hiện tại chúng ta còn hợp tác với nhau. Tần Nguyên đột nhiên nói, vậy phải làm sao mới có thể ép Diệp Quân đi ra từ trong đó đây? Trần Du nói, tạm thời không cần nôn nóng, chẳng phải người của chúng ta đã đi đàm phán rồi à? Nếu thế lực bên trong chịu hợp tác thì tốt, nhưng nếu không chịu, vậy chúng ta sẽ hy sinh một lá bài tẩy của mình để kêu gọi linh hồn tiên tổ. Linh hồn tiên tổ, cũng chính là thần linh. Bọn họ cũng có lá bài tẩy của mình giống như vương tộc, lá bài tẩy chính là cách giữ mạng mà thần linh để lại trong gia tộc của bọn họ trước đây. Nghe thấy lời của Trần Du, Mạc Thiên Đô gật đầu, nếu thật sự không còn cách nào nữa thì chỉ có thể làm thế thôi. Dù lá bài tẩy đó dùng một lần sẽ ít đi một lần, nhưng cũng đáng để sử dụng, dù sao hiện tại Diệp Quân cũng có truyền thừa của Thượng Thần Thần Nhất. Trong động thiên thần nhất, người được bốn gia tộc Hậu Duệ Thần Linh phái đi đã đến Võ Tông, người dẫn đầu là đại trưởng lão Mạt Tiều của nhà họ Mạt. Huyền Âm đích thân tiếp đón bốn người họ. Mạt Tiều chắp tay chào hỏi, Huyền Tông chủ. Trước khi đến đây, ông ta đã được Mạc Thiên Đô căn dặn không được kiêu căng, nhất định phải khiêm tốn một chút, dù sao nơi này cũng không phải ở bên ngoài. Huyền Âm cười hỏi, có chuyện gì sao? Mạt Tiều gật đầu, Huyền Tông chủ. Lần này bốn người chúng ta đại diện cho bốn gia tộc Hậu Duệ Thần Linh đến đây, mục đích mà chúng ta đến đây là vì một người tên Diệp Quân, người này có thù sâu hận lớn với bốn gia tộc chúng ta. Nhưng vì nơi này có phong ấn bí ẩn nên chúng ta không tiện giải quyết hắn, vì thế chúng ta muốn được quý tông môn giúp đỡ. Huyền Âm im lặng, Mạc Tiều vội vàng mở lòng bàn tay, 10 tổ nguyên xuất hiện trong tay ông ta, nếu võ tông chịu giúp đỡ thì 10 tổ nguyên này sẽ thuộc về quý tông môn. Nét mặt ba người ở sau lưng Mạc Tiều rất bình tĩnh, không hề có vẻ khác thường. Lúc đi vào, bốn nhà giao cho tổng cộng 20 tổ nguyên, nhưng bốn người họ nhất trí cho rằng chỉ cần 10 tổ nguyên là đủ. Vì thế bốn người tự ý phân chia 10 tổ nguyên còn lại cho nhau. Huyền Âm nhìn thoáng qua 10 tổ nguyên, sau đó cười nói, Diệp công tử kia chỉ đáng giá 10 tổ nguyên thôi à. Mạc Tiều trầm giọng nói, Huyền Tông chủ. Chỉ cần quý tông môn giúp chúng ta bắt được người này thì bốn nhà chúng ta sẽ hậu tạ. Huyền Âm nhìn chằm chằm Mạc Tiều, nếu muốn võ tông ta giúp đỡ cũng được thôi, nhưng phải cần 100 tổ nguyên. 100. Nghe thấy lời của Huyền Âm, sắc mặt Mạc Tiều lập tức trở nên hơi khó coi, Huyền Tông chủ, bà đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Huyền Âm bình tĩnh nói,
nếu các người không đồng ý thì ta cũng không ép tiễn khách. Dứt lời, bà ta đứng dậy rời đi. Bốn người nhóm Mạt Tiều nhăn nhó, 100 tổ nguyên, đây thật sự có thể nói là một khoản lớn. Bốn người im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Bên ngoài võ tông, Mạt Tiều mở lòng bàn tay, một lá bùa truyền âm đặc biệt xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó lá bùa kia lập tức bốc cháy. Bên ngoài động thiên thần nhất, Trần Du chợt nổi giận, đúng là láo xược, không ngờ bọn họ lại đòi 200 tổ nguyên, võ tông bọn họ nghĩ chúng ta là những kẻ tiêu tiền như rác sao hả? 200 tổ nguyên, sắc mặt mấy người nhóm Mạt Thiên Đô cũng vô cùng u ám. Võ tông này thật sự đòi hỏi quá nhiều, sao bọn họ dám mở miệng đòi 200 tổ nguyên thế? Nếu ở bên ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ thẳng tay tiêu diệt võ tông. Nhưng tiếc là võ tông lại ở trong động thiên. Mấy người đều hơi bất đắc dĩ. Hiện tại trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, thứ nhất là bỏ qua yêu cầu vô lý của võ tông sử dụng lá bài tẩy của gia tộc mình, áp đảo và giết chết Diệp Quân bằng sức mạnh. Bốn người suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa ra 200 tổ nguyên. Vì nếu chia ra thì mỗi nhà chỉ cần bỏ ra 50 tổ nguyên. So với sử dụng lá bài tẩy thì đương nhiên 50 tổ nguyên chẳng đáng là bao. Bốn gia tộc nhanh chóng phái một người đi vào động thiên thần nhất. Trong động thiên thần nhất, một ông lão đứng trước mặt Mạt Tiều, đưa 200 tổ nguyên cho ông ta. Mạt Tiều nhận lấy tổ nguyên, sau đó dẫn ba người sau lưng xoay người đi về phía võ tông. Trên đường đi, ông ta lấy ra 100 tổ nguyên chia cho ba người phía sau. Ba người đều cười híp mắt. Chuyến đi vào động thiên thần nhất này đúng là lời to. Đương nhiên bọn họ không sợ bị bại lộ, vì người bên ngoài cũng không dễ dàng vào trong, mà người bên trong cũng không dễ dàng ra ngoài. Trong điện của võ tông, Mạt Tiều đưa 100 tổ nguyên cho Huyền Âm, Huyền Tông Chủ, 100 tổ nguyên mà bà muốn đây. Huyền Âm nhìn 100 tổ nguyên kia, sau đó vung tay áo nhận lấy. Mạt Tiều khẽ mỉm cười, Huyền Tông Chủ. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Huyền Âm nhìn thoáng qua Mạt Tiều, sau đó cười nói, Diệp Quân kia rất gian trá, từ lần trước sau khi vương tộc đuổi giết hắn, hắn cũng không còn xuất hiện nữa, vì thế muốn tìm hắn e rằng sẽ tốn chút thời gian. Mạt Tiều trần trừ một lát rồi hỏi, mất khoảng bao lâu? Huyền Âm cười đáp, ta sẽ tranh thủ, được chứ? Không có thời gian xác thực khiến Mạt Tiều nhất thời hơi bất mãn, nhưng ông ta cũng không thể làm gì. Chỉ có thể nói chúng ta sẽ chờ tin của Huyền Tông Chủ. Huyền Âm gật đầu, nơi này khá đặc biệt, vì thế các vị có thể ở tạm trong võ tông của ta. Mạt Tiều không từ chối, ông ta gật đầu, được. Huyền Âm nói đúng, nơi này vẫn rất nguy hiểm với bọn họ. Huyền Âm không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Sau khi Huyền Âm đi, một ông lão sau lưng Mạt Tiều trầm giọng nói, Tiều trưởng lão. Sao ta có cảm giác võ tông này không đáng tin cậy cho lắm? Mạt Tiều trầm giọng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ thôi. Trưởng lão kia gật đầu, không nói gì thêm. Nơi này có phong ấn, bọn họ chỉ có thể chọn tin tưởng võ tông này thôi. Sau khi rời khỏi võ tông, Huyền Âm đi thẳng vào một dãy núi. Diệp Quân đang tu luyện dừng lại, hắn nhìn về phía Huyền Âm, cười chào hỏi, Huyền Tông Chủ. Huyền Âm nhìn chằm chằm Diệp Quân với nét mặt rất nặng nề, khoảng thời gian này bà ta phát hiện, mỗi ngày Diệp Quân đều đang đối kháng với sức mạnh phong ấn kia. Mà lúc này thực lực của Diệp Quân cũng đã tiến bộ rất nhiều so với trước đó. Huyền Âm thôi suy nghĩ, cười nói, Diệp công tử, bốn gia tộc hậu duệ thần linh bên ngoài đã phái người đến võ tông của ta rồi. Diệp Quân lau mồ hôi trên mặt, sau đó cười nói, có lẽ là muốn nhờ võ tông bắt ta. Huyền Âm gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn Huyền Âm, Huyền Tông Chủ có suy nghĩ khác không? Huyền Âm nhìn thoáng qua Diệp Quân, người đúng là không có lương tâm, nếu ta có suy nghĩ khác thì còn đến gặp riêng ngươi sao? Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Huyền Âm nghiêm túc nói, Diệp công tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi kéo dài được một khoảng thời gian. Có thể nhìn ra chắc chắn bốn gia tộc hậu duệ thần linh sẽ không bỏ qua, cho nên ngươi phải có kế hoạch sớm đi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, 30 luồng tổ nguyên chậm rãi bay tới trước mặt Huyền Âm. Huyền Âm lập tức cau mày, ngươi làm thế là có ý gì?
Diệp Quân giải thích, cảm ơn sự giúp đỡ của Huyền Tông Chủ, đây là chút tấm lòng của ta, xin hãy nhận lấy. Huyền Âm hơi không vui, Diệp Công Tử, ngươi làm thế là hơi coi thường ta đấy. Ta giúp ngươi vì xem ngươi là bạn chứ không phải vì tổ nguyên của ngươi, ngươi cho ta tổ nguyên, ta cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Tổ nguyên, đương nhiên là một thứ rất quý giá, hơn nữa còn là tổ nguyên mà Diệp Quân cho. Tổ nguyên mà Mạt Tiều đưa cho bà ta hoàn toàn không thể sánh bằng nó. Nhưng bà ta biết rõ có nhiều lúc, ơn nghĩa đáng quý hơn tổ nguyên nhiều. Thấy nét mặt Huyền Âm không giống đang giả vờ, Diệp Quân bất đắc dĩ chỉ có thể cất tổ nguyên đi. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối hành động lấy lòng của Huyền Âm, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng. Vì Diệp Quân biết rõ đối phương lấy lòng là vì hắn có thực lực, nếu hắn không có thực lực thì đừng nói là khiến đối phương lấy lòng. Dù hắn muốn nói chuyện với bà ta một câu cũng khó. Cái này cũng giống ở thế giới bình thường, người nghèo thăm người thân dù mang theo món quà gì cũng sẽ bị ghét bỏ. Nhưng nếu người già đi thăm người thân dù ngươi không mang quà theo, người thân vẫn sẽ rất vui. Thế giới này suy cho cùng vẫn rất thực tế, người càng yếu thì sẽ càng thực tế. Đương nhiên bây giờ có thể hòa thuận như thế cũng là một chuyện tốt. Thấy Diệp Quân cất tổ nguyên đi. Huyền Âm lập tức nở nụ cười rồi nói, Diệp Công Tử, người cần gì đều có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Diệp Quân gật đầu, được. Huyền Âm cười khẽ, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Sau khi Huyền Âm đi, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm ý xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Tiếp tục tu luyện. Khoảng thời gian này hắn mượn sức mạnh phong ấn rèn luyện bản thân, mang đến hiệu quả vô cùng rõ rệt, hiện tại thực lực của hắn đã mạnh hơn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Dù hắn chỉ có cảnh giới đế quân nhưng bây giờ hắn muốn giết một cao thủ cảnh giới thiên quân là chuyện quá đơn giản, hơn nữa còn là dưới tình huống có phong ấn thần nhất. Nếu không có phong ấn áp chế thì thiên quân chẳng là gì trước mặt hắn cả. Còn về tổ cảnh thì hắn vẫn chưa rõ. Vì hắn chưa từng chiến đấu với cao thủ cấp bậc tổ cảnh bao giờ. Mục đích của hắn bây giờ rất đơn giản, đó là mượn sức mạnh phong ấn này không ngừng rèn luyện kiếm đạo và kiếm ý của mình, đặc biệt là kiếm ý vô địch. Từ sau khi kiếm ý vô địch của hắn lột xác nó vẫn luôn không ngừng trở nên mạnh hơn. Hắn cũng muốn xem thử kiếm ý vô địch này sẽ tăng lên đến mức độ nào. Ngoài hắn thì mấy người Diệp An, Ngao Thiên Thiên và Mộc Nguyên cũng tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là Diệp An. Hắn phát hiện thiên phú tỷ tỷ của mình đúng là yêu nghiệt đến mức đáng sợ. Bây giờ cô ấy đã đạt tới cảnh giới thiên quân, không những thế mà cô ấy còn chuẩn bị đột phá tổ cảnh. Việc này khiến hắn hơi xấu hổ. Ngao Thiên Thiên cũng tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là cảnh giới thiên quân rồi. Thật ra nếu hắn tập trung đột phá cảnh giới, muốn đạt tới cảnh giới thiên quân cũng không phải chuyện gì khó. Dù sao bây giờ hắn cũng có tổ mạch trong người, có đủ tổ nguyên. Hơn nữa công pháp tu luyện của hắn cũng là cao cấp nhất thế gian, nhưng mục tiêu của hắn không phải cảnh giới mà là kiếm đạo và kiếm ý. Trước đây cũng vì quá theo đuổi cảnh giới mà hắn đã bỏ quên cảnh giới kiếm đạo và kiếm ý, mãi đến lúc kiếm đạo và kiếm ý bị đình trệ. Bây giờ hắn muốn rèn luyện kiếm đạo và kiếm ý của mình đến mức tối đa. Cứ thế, Diệp Quân lại bắt đầu bay lên cao hết lần này đến lần khác trong dãy núi. Tu luyện ở đây cũng giống như tu luyện mang vật nặng, vì thế kiếm đạo và kiếm ý của Diệp Quân tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là kiếm ý vô địch của hắn, bây giờ một kiếm ý mà hắn tùy ý ngưng tụ ra cũng chứa đựng sức mạnh hủy diệt đất trời. Vì thế dù cảnh giới của hắn không cao bằng Diệp An nhưng khi thật sự giao thủ, Diệp An cũng không thể giành được lợi thế. Bên ngoài động thiên thần nhất, khi nhận được tin của mấy người nhóm Mạt Tiều, mấy người Mạt Thiên Đô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần võ tông này đồng ý giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trần Du ở một bên chợt nói, ta muốn tự mình đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà một chuyến. Mạt Thiên Đô quay đầu nhìn về phía Trần Du trầm giọng nói, ta muốn xem thử rốt cuộc thế lực đứng sau Diệp Quân này không đơn giản đến mức nào. Mạt Thiên Đô nhíu mày, chắc là không cần thiết đâu nhỉ. Ánh mắt Trần Du lạnh như băng, người nhà họ Trần chúng ta không thể chết không rõ ràng được. Mạt Thiên Đô đang định nói tiếp thì Tần Nguyên chợt cất lời, dù võ tông này đã đồng ý sẽ giúp đỡ, nhưng không ai dám đảm bảo bọn họ có thể bắt được Diệp Quân.
Vì thế để Trần Huynh đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà một chuyến cũng được, chỉ cần Trần Huynh bắt được người trong tộc của Diệp Quân, đến lúc đó Diệp Quân này còn không bó tay chịu trói sao. Mạc Thiên Đô im lặng một lúc rồi đáp, Trần Huynh đích thân đi điều tra về gia tộc của Diệp Quân này cũng được. Nhưng cũng không thể sơ suất, vì thế Trần Huynh vẫn nên dẫn theo thêm một vài cao thủ thì tốt hơn. Trần Du gật đầu, bên phía các huynh có động tĩnh gì thì nhớ thông báo với ta. Mạc Thiên Đô cười nói, việc này huynh cứ yên tâm, chúng ta sẽ không rảnh ăn một mình đâu. Trần Du gật đầu, sau đó không nói gì thêm, dẫn theo một nhóm cao thủ nhà họ Trần xoay người rời đi. Ở một nơi khác, Tả Hữu chủ giáo của học viện thần cũng đang chú ý đến động thiên thần nhất, học viện thần cũng là thế lực duy nhất được bốn gia tộc cho phép đến nơi này. Sắc mặt Tả chủ giáo hơi phức tạp, không ngờ Diệp Quân này lại nhận được truyền thừa của thượng thần thần nhất. Thượng thần thần nhất, nhân vật được học viện thần tôn thờ hiện tại chính là thần nhất. Hữu chủ giáo nhìn mấy người nhóm Mạc Thiên Đô phía xa, lắc đầu, e rằng bốn gia tộc này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tả chủ giáo muốn nói lại thôi. Hữu chủ giáo hờ hững nhìn ông ta, ông cũng muốn chia phần à. Tả chủ giáo gật đầu. Nhưng Hữu chủ giáo lại lắc đầu, ngu ngốc. Tả chủ giáo tỏ vẻ khó hiểu. Hữu chủ giáo nhìn về phía động thiên thần nhất phía xa, nhẹ giọng nói, người có thể được thượng thần thần nhất chọn có thể là một người bình thường không? Mọi người đều chỉ nhìn thấy lợi ích trong đó nhưng lại không thấy được nguy hiểm. Không đúng, phải nói là trong tiềm thức mọi người đều coi thường sự nguy hiểm này, vì sức hấp dẫn của truyền thừa của thượng thần thần nhất thật sự quá to lớn. Tả chủ giáo trầm giọng nói, vậy lần này chúng ta không nhúng tay vào à? Hữu chủ giáo lắc đầu, không tham dự. Tả chủ giáo cười khổ. Hữu chủ giáo nói, đi thôi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Nhưng lần này Tả chủ giáo lại không nghe lời Hữu chủ giáo, vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy thế, Hữu chủ giáo khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm mà rời đi. Ra ngoài đánh một trận đi. Tuế Nguyệt Trường Hà. Trần Du dẫn theo 10 cao thủ nhà họ Trần tiến vào trong, 10 cao thủ này của nhà họ Trần đều có cảnh giới thiên quân đỉnh cao. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, Trần Du dẫm nhẹ chân phải, Tuế Nguyệt chi chủ đâu? Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu sôi trào bốn phía, sau đó một hư ảnh xuất hiện trước mặt mấy người Trần Du. Người đó chính là Tuế Nguyệt chi chủ. Trần Du nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt chi chủ, có biết Diệp Quân không? Tuế Nguyệt chi chủ thoáng sửng sốt, sau đó đáp biết. Trần Du lạnh lùng hỏi, nhà của người này ở đâu? Tuế Nguyệt chi chủ trả lời Trần Du, huyền hoàng giới. Trần Du gật đầu, dẫn đường đi. Tuế Nguyệt chi chủ hơi chần chừ, sau đó nói, không biết các hạ muốn đi đến huyền hoàng giới để làm gì? Trần Du thản nhiên nhìn Tuế Nguyệt chi chủ, đừng hỏi nhiều. Tuế Nguyệt chi chủ, cứ thế dưới sự hướng dẫn của Tuế Nguyệt chi chủ. Mọi người đi đến huyền hoàng giới. Dọc đường đi Tuế Nguyệt chi chủ thấy rất nghi ngờ, nhưng vì kiêng dè thực lực của Trần Du nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Không lâu sau đó, Tuế Nguyệt chi chủ dẫn mấy người nhóm Trần Du đi tới huyền hoàng giới. Bọn họ vừa đi vào huyền hoàng giới đã có một người phụ nữ xuất hiện ngay trước mặt. Người đó chính là Tần Quan. Thấy Tần Quan, Tuế Nguyệt chi chủ vội vàng hành lễ, bái kiến Tần các chủ. Tần Quan gật đầu, thế này là. Tuế Nguyệt chi chủ vội nói, mấy vị này nói muốn đến gặp người nhà của Diệp Thiếu, cho nên. Tần Quan nhìn về phía Trần Du dẫn đầu, hửm. Trần Du nhìn chằm chằm Tần Quan, bà là. Tần Quan cười đáp, ta là mẹ của Diệp Quân. Mẹ. Trần Du cười khẽ thế thì tốt. Dứt lời, ông ta không thèm nhiều lời, lập tức duỗi tay phải về phía trước, một sức mạnh đáng sợ kéo về phía Tần Quan. Thẳng thừng ra tay. Thấy cảnh này, sắc mặt Tuế Nguyệt chi chủ đứng một bên lập tức trở nên tái mét, suýt thì ngã xuống đất. Mẹ kiếp! Đám người này đến để gây chuyện. Sức mạnh của Trần Du vừa mới đến gần Tần Quan đã bị một sức mạnh bí ẩn ngăn cản, không thể tiến thêm nửa bước. Thấy thế Trần Du lập tức nhíu mày, có bản lĩnh đấy. Dứt lời ông ta lại muốn ra tay một lần nữa. Vụt! Lúc này một thanh trường thương đột nhiên phá không bay tới từ phía xa. Sắc mặt Trần Du hơi thay đổi, ông ta đánh ra một quyền. Trần Du bị chiêu thương này đẩy lui gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn lên,
bên cạnh Tần Quan ở cách đó không xa xuất hiện một cô gái cầm trường thương. Không chỉ có thế mà xung quanh còn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi thở mạnh mẽ, sau đó thì có mấy chục nghìn cao thủ xuất hiện khắp xung quanh. Nhìn thấy những cao thủ này, Trần Du lập tức sững sờ. Đa số những cao thủ này đều có cảnh giới đế quân, trong đó cũng có không ít cao thủ cảnh giới thiên quân. Không chỉ có thế mà còn rất nhiều cao thủ đang chạy tới. Hiện tại sau khi Tuế Nguyệt Trường Hà được Tần Quan thống nhất, gần như tất cả cao thủ cao cấp đều đang phục vụ cho nhà họ Dương, cũng đành chịu thôi vì lợi lộc Tần Quan đưa ra thật sự quá hậu hĩnh. Tuế Nguyệt Trường Hà không thể so với thời đại cũ, nơi này gần như không có tổ nguyên, vì thế những cao thủ ở đây đều bị hạn chế tuổi thọ. Lúc này tài nguyên tổ nguyên trong tay Tần Quan trở nên cực kỳ quý giá, cũng vì lý do đó mà gần như tất cả cao thủ cấp bậc cao đều sẵn lòng gia nhập thư viện Quan Huyên phục vụ cho Tần Quan. Lúc này, mấy người nhóm Trần Du nhìn thấy nhiều cao thủ như thế thì đã hoàn toàn hóa đá. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi vì sao gia tộc của Diệp Quân này lại mạnh đến thế. Tần Quan khẽ cười nói, nghe nói các người định đánh hội đồng con trai ta. Đương nhiên bà ấy biết rất rõ chuyện ở thời đại cũ, vì thám tử của thư viện Quan Huyên đã tiến vào nơi đó từ lâu rồi. Trần Du nhìn mấy người sau lưng Tần Quan, cười khẽ nói, bà cho rằng đông người hơn thì ghê gớm lắm à. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài xuất hiện, biết đây là thứ gì không? Tần Quan cười nói, uy hiếp không có tác dụng với chúng ta đâu, nên ông có lá bài tẩy gì thì cứ việc sử dụng đi. Trần Du nhìn chằm chằm Tần Quan một lúc, sau đó lập tức sử dụng lệnh bài. Oanh! Một tia thần quang lập tức bay lên cao từ trong lệnh bài kia, trong thần quang trên bầu trời có một hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Khi hư ảnh này ngưng tụ, một khí thế đáng sợ lập tức chèn ép như hàng chục nghìn ngọn núi đè lên mọi người đang có mặt ở nơi đây. Mọi người hoảng hốt. Hư ảnh thần linh. Sắc mặt tất cả cao thủ của thư viện Quan Huyên đều rất nặng nề, trong mắt tràn đầy sự kiêng dè. Lúc này, hư ảnh thần linh kia ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một bộ thần bào, đưa mắt nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới, ánh mắt kia như đang nhìn một lũ kiến. Thần linh đột nhiên nhìn về phía Trần Du với nét mặt lạnh lùng, chỉ một lũ kiến thế này mà cũng gọi ta đến sao? Trần Du cúi người không dám nói một câu. Một lũ kiến. Tần Quan cười khẽ, bà ấy định lên tiếng thì An Nam Tịnh đang đứng bên cạnh chợt nói, để ta. Tần Quan nhìn về phía An Nam Tịnh, bà đánh á. An Nam Tịnh lắc đầu. Tần Quan thắc mắc. An Nam Tịnh bình tĩnh nói, ta gọi người. Dứt lời. Bà ấy ngẩng đầu nhìn lên, ra ngoài đánh một trận đi. Vụt! Một tia kiếm quang bay xuống từ trên trời, sau đó một người đàn ông mặc trường bào màu xanh chậm rãi đi ra từ trong kiếm quang kia. Ra ngoài đánh một trận. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh đi ra từ bên trong kiếm quang, Tần Quan lắc đầu cười khẽ, bà ấy thấy hơi bất ngờ, vì bà ấy cho rằng An Nam Tịnh muốn đích thân đánh một trận với thần linh kia, không ngờ An Nam Tịnh lại gọi người. Gọi cả cha chồng mình tới. Hơn nữa người đến còn là bản thể. Sau khi xuất hiện, người đàn ông áo xanh nhìn về phía An Nam Tịnh, cười nói, đi theo ta nhé. An Nam Tịnh ngẩng đầu nhìn thần linh trong hư không phía xa, chiến đấu với kẻ đó một trận đi. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía thần linh, lúc này, thần linh cũng đang nhìn ông ấy. Thần linh kia đang định lên tiếng thì người đàn ông áo xanh chợt vung tay áo. Kiếm trong tay ông ấy bay lên cao, thần linh kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị thanh kiếm này đâm vào giữa chân mày. Vô số người xung quanh hóa đá. Bị giết trong nháy mắt. Trần Du trợn to mắt như chuông đồng, đầu óc trống rỗng. Đây là thần linh đó. Thần linh lại bị giết trong nháy mắt như thế ư. Lúc này đám cao thủ ở sau lưng Tần Quan cũng tỏ vẻ khó tin, lúc thần linh xuất hiện. Chỉ với một hơi thở đã khiến họ không dám có chút suy nghĩ phản kháng nào. Mà người đàn ông áo xanh này lại có thể giết chết đối phương trong nháy mắt chỉ bằng một chiêu kiếm. Đáng sợ! Những cao thủ của Tuế Nguyệt Trường Hà gần như đều chưa từng gặp người đàn ông áo xanh, vì thế hoàn toàn không biết thực lực của ông ấy. Lúc này hư ảnh thần linh trên bầu trời cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Ông ta bị giết chết trong nháy mắt. Dù chỉ là một hư ảnh nhưng cũng không có khả năng bị giết chết dễ dàng như thế được. Lúc này ông ta hơi sửng sốt. Hư ảnh thần linh nhìn xuống người đàn ông bên dưới,
Đang định cất lời thì thanh kiếm trong cơ thể ông ta chợt rung động dữ dội, ông ta lập tức bị tiêu diệt. Bên dưới, người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay, thanh kiếm kia bay về lại trong tay ông ấy. Người đàn ông xoay người nhìn về phía An Nam Tịnh, cười hỏi có đi không? Nhưng An Nam Tịnh lại lắc đầu. Người đàn ông khó hiểu, vì sao? An Nam Tịnh nhìn ông ấy, sau đó nói, không muốn đi lung tung với huynh. Người đàn ông cười khổ. An Nam Tịnh nói, những vị thần kia. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, sau đó nói, bọn họ sẽ xử lý, thật sự không đi cùng ta à? An Nam Tịnh cau mày, nói không đi là không đi, nói nhảm nhiều thế làm gì? Người đàn ông lắc đầu cười khẽ, vậy muội bảo trọng. Dứt lời, ông ấy xoay người biến thành một tia kiếm quang bay lên cao. Sau khi người đàn ông áo xanh biến mất, Tần Quan nhìn về phía An Nam Tịnh, vì sao tiền bối không đi theo ông ấy? An Nam Tịnh bình tĩnh nói, nữ nhân của hắn nhiều quá rồi, ta còn đi theo làm cái gì? Tần Quan thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khẽ, thì ra là vì nguyên nhân này. Trần Du ở phía xa đột nhiên xoay người bỏ chạy. Sau khi thấy thần linh kia bị chém chết, ông ta cũng biết mình đã đánh giá thấp thế lực đứng sau Diệp Quân, đây là một thế lực vô cùng lớn mạnh. Ông ta quyết đoán chọn chạy trốn. Ông ta muốn về thông báo với nhà họ Trần, nếu không nhà họ Trần sẽ gặp họa lớn. Mà lúc này, mấy cao thủ của Thư viện Quan Huyên ở xung quanh lập tức xông lên. Chẳng mấy chốc, nhóm người Trần Du đã bị đánh vỡ thân thể. Tần Quan cũng không giết bọn họ mà chỉ nhốt bọn họ lại. Sau khi nhốt đám người Trần Du lại, Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, đã đến lúc đi tới thời đại cũ rồi. Trong động thiên thần nhất, Diệp Quân vẫn còn đang vất vả tu luyện trên dãy núi rộng lớn, trong nửa tháng qua, mỗi ngày hắn đều giao thủ với sức mạnh phong ấn kia. Dù thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào phá hủy phong ấn thần nhất để lại. Vì thực lực của hắn càng mạnh thì sức mạnh phong ấn này cũng sẽ càng mạnh. Hôm nay, Diệp Quân dừng lại, sau đó thu hồi ý kiếm trong tay, xoay người rời đi. Không lâu sau đó, hắn đi tới Võ Tông. Trong điện, Huyền Âm tỏ vẻ khó tin, người muốn đi ra ngoài ư. Diệp Quân gật đầu. Phong ấn là chết, người là sống, vì thế hắn muốn ra ngoài chém giết với người khác. Huyền Âm trầm giọng hỏi lại, người chắc chứ? Diệp Quân lại gật đầu. Huyền Âm nhắc nhở, cao thủ của bốn gia tộc hậu duệ thần linh đều ở bên ngoài, một khi ngươi đi ra chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng, ngươi cần phải hiểu rõ việc này. Diệp Quân cười nói, ta biết. Huyền Âm vốn còn muốn khuyên nhủ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Quân, bà ta biết mình không thể khuyên được. Huyền Âm gật đầu, đi theo ta. Dứt lời, bà ta dẫn Diệp Quân đi tới trước trận pháp dịch chuyển kia. Huyền Âm xoay người nhìn về phía Diệp Quân, chắc chắn không suy nghĩ lại chứ. Diệp Quân cười khẽ, sau đó bước lên trên trận pháp dịch chuyển, hắn lấy tổ nguyên ra, sau khi hấp thu tổ nguyên, trận pháp dịch chuyển lập tức hoạt động. Diệp Quân nhìn về phía Huyền Âm, Huyền Tông Chủ, hẹn gặp lại sau. Dứt lời, hắn đã biến mất. Huyền Âm đứng tại chỗ lắc đầu, đúng là một kẻ điên. Bên ngoài động thiên thần nhất. Diệp Quân vừa đi ra từ trận pháp dịch chuyển đã bị vô số cao thủ bao vây. Mạc Thiên Đô và Tần Nguyên, còn có Triệu Thiên Kích là những người dẫn đầu. Mà cao thủ của bốn gia tộc cũng đã bao vây kín xung quanh. Mạc Thiên Đô nhìn chằm chằm Diệp Quân với ánh mắt nghi ngờ, ông ta không ngờ Diệp Quân lại chủ động ra ngoài. Hai người Tần Nguyên cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Dường như chuyện này không được bình thường cho lắm. Trên trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó, hắn đột nhiên bước một bước về phía trước, một thanh kiếm bay ra ngoài từ trong tay hắn. Vụt! Cách chỗ hắn mười mấy trượng có một cao thủ còn chưa kịp phản ứng đã bị chém rơi đầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Quân lại bước về phía trước một bước nữa, lại có một thanh phi kiếm bay ra, cách đó trăm trượng có một cái đầu đầm đìa máu tươi rơi xuống. Thấy thế! Mạc Thiên Đô dẫn đầu thầm thấy hoảng hốt, ông ta vội vàng xông lên đánh một quyền về phía Diệp Quân thẳng tay đâm ra một kiếm. Chỉ là một chiêu kiếm đơn giản. Mạc Thiên Đô lập tức bị chiêu kiếm này của Diệp Quân đánh bay, vào khoảnh khắc lão ta bay đi, xung quanh lại có mấy cái đầu lần lượt rơi xuống. Mỗi bước giết một loạt.
Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác của hắn lúc này là dễ chịu. Vì lúc hắn xuất kiếm không có sức mạnh phong ấn kia trấn áp, việc này cũng giống như người huấn luyện mang vật nặng được cởi vật nặng đi, cảm giác đó thật sự là dễ chịu chưa từng có. Mà lúc này, kiếm của hắn cũng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Mũi kiếm sắc bén không ai có thể ngăn cản. Mạc Thiên Đô bị Diệp Quân chém lui bằng một kiếm kia tỏ vẻ vô cùng khó tin, Diệp Quân chỉ mới là cảnh giới đế quân đã có sức chiến đấu đáng sợ đến mức này. Chuyện này quá bất bình thường. Vào lúc lão ta đang ngạc nhiên, Diệp Quân đã liên tục giết thêm mười mấy người, đều tiêu diệt bằng một kiếm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tần Nguyên chợt cất lời, cùng xông lên đi. Cùng xông lên. Ông ta vừa ra lệnh, tất cả cao thủ đang có mặt lập tức đồng loạt ra tay. Diệp Quân ở phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, hắn mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Sau đó, cơ thể hắn chợt trở nên hư ảo, trong nháy mắt, vô số ý kiếm chợt bay ra từ thời không trước mặt hắn, sau đó hội tụ thành một thanh kiếm. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Chiêu kiếm của Diệp Quân chém ra, một sức mạnh đáng sợ dâng trào xung quanh, vô số cao thủ đang có mặt đều bị đánh bay, một vài cao thủ đứng gần còn chết ngay tại chỗ. Sau khi vung ra chiêu kiếm này, Diệp Quân cũng không dừng lại mà tiếp tục xông lên, biến thành một tia kiếm quang tàn sát. Xoẹt! Mấy cái đầu lập tức rơi xuống ở xung quanh. Một kiếm giết chết trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Quân đã hoàn toàn giết đến mức phát điên. Sau khi không có sức mạnh phong ấn trói buộc, hiện tại hắn xuất kiếm thật sự không ai có thể đỡ được. Trong thoáng chốc, cao thủ của bốn gia tộc bất ngờ không kịp đề phòng bị Diệp Quân giết chết rất nhiều. Quá bất ngờ. Bọn họ không ngờ thiếu niên kiếm tu bị nhà họ Vương đuổi giết đến động thiên thần nhất trước đây lại có thực lực đáng sợ đến thế. Mà lúc này, Mạc Thiên Đô kia cũng lấy lại tinh thần, lão ta quay đầu nhìn Tần Nguyên và Triệu Thiên Kích cùng ra tay. Nơi này có ba người họ là mạnh nhất, chỉ có ba người họ mới có thể ngăn cản được Diệp Quân. Lúc này, đương nhiên Tần Nguyên và Triệu Thiên Kích sẽ không tính toán cái gì, lập tức xông về phía Diệp Quân cùng với Mạc Thiên Đô. Ba cao thủ tổ cảnh. Diệp Quân ở phía xa đột nhiên dừng lại, hắn xoay người cắm ý kiếm trong tay phải vào vỏ, sau đó, hắn liên tục chém ý kiếm ra. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Vào khoảnh khắc kiếm chém xuống. Một sức mạnh cường đại thoáng chốc khiến mấy người nhóm Mạc Thiên Đô chấn động đến mức liên tục lùi lại, mà bản thân Diệp Quân cũng lùi đến nghìn trượng. Nhưng vừa dừng lại, hắn đã xông lên một lần nữa. Kiếm nâng lên rơi xuống, có đầu người không ngừng bị chém đứt. Thẳng tay tàn sát. Ngoài cao thủ tổ cảnh hoàn toàn không có ai đỡ được chiêu kiếm của Diệp Quân. Thấy Diệp Quân giết người hàng loạt, sắc mặt ba người nhóm Mạc Thiên Đô lập tức trở nên vô cùng khó coi. Sau đó, bọn họ tấn công về phía Diệp Quân. Diệp Quân cũng không đối đầu trực diện với ba người Mạc Thiên Đô, mục tiêu của hắn là cao thủ của bốn gia tộc. Ba người nhóm Mạc Thiên Đô cũng bó tay trước chuyện này, vì tốc độ của Diệp Quân nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Cứ thế, chưa đến nửa khắc, Diệp Quân đã liên tục giết hàng trăm người. Lúc này, ý định giết người dâng trào trong Diệp Quân, trên người hắn có sát khí mơ hồ tản ra. Khoảng thời gian qua hắn luôn nghẹn một cơn tức trong lòng, đi đến đâu cũng bị đuổi giết đến đó, có thể nói là chuyện này thật sự rất bực bội. Lần này hắn quyết định ra ngoài không chỉ để rèn luyện, mà còn muốn giải quyết cho xong với bốn gia tộc. Không phải các người muốn giết ta à? Đây, ta chủ động ra ngoài cho các người giết đây. Nhìn thấy Diệp Quân càng giết càng mạnh, ba người nhóm Mạc Thiên Đô đều đứng ngồi không yên. Vì bọn họ phát hiện Diệp Quân thật sự càng giết càng mạnh, sát ý và lệ khí trên người cũng ngày càng nồng đậm. Lúc này, khí thế của một mình Diệp Quân đã áp chế tất cả mọi người xung quanh. Mạc Thiên Đô trầm giọng nói, kêu gọi tiên tổ. Kêu gọi tiên tổ. Nghe thấy lời của Mạc Thiên Đô, Tần Nguyên và Triệu Thiên Kích nhìn nhau, không nói gì. Đây là lá bài tẩy của gia tộc bọn họ, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Mạc Thiên Đô gằn giọng, kêu gọi tiên tổ. Tần Nguyên bình tĩnh nói, Mạc huynh, mọi người cùng nhau kêu gọi. Mạc Thiên Đô cau mày, hắn ta xứng để ba gia tộc chúng ta cùng kêu gọi tiên tổ ư. Tần Nguyên lạnh lùng nói, vậy Mạc huynh gọi đi. Sắc mặt Mạc Thiên Đô hơi khó coi, đến bây giờ mà các người còn muốn tính toán chuyện này à?
Tần Nguyên lạnh lùng nói, nếu Mạt huynh không tính toán thì huynh gọi đi. Sắc mặt Mạt Thiên Đô vô cùng u ám, lão ta nhìn Diệp Quân phía xa. Thấy Diệp Quân càng giết càng điên cuồng, lão ta hít sâu một hơi sau đó nói, cùng nhau kêu gọi. Cùng nhau kêu gọi. Lão ta vừa dứt lời, ba người đồng thời lấy một lệnh bài ra, sau đó điều động lệnh bài. Chẳng mấy chốc, ba thần quang bay lên cao, lao thẳng vào chỗ sâu trong bầu trời. Trong ba thần quang nhanh chóng có hư ảnh dần ngưng tụ. Thần linh. Hơn nữa còn là ba vị thần linh. Ba vị thần linh. Diệp Quân ở phía xa dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trên bầu trời xa xôi có ba thần linh đang nhìn xuống hắn. Hai nam một nữ. Bọn họ đều mặc thần bào, trên người tản ra hơi thở đáng sợ như muốn hủy diệt đất trời, tinh hà xung quanh cũng bị khí thế này làm chấn động đến mức sôi trào phập phồng như nước sôi. Mà đây còn không phải là bản thể. Sau khi ba vị thần linh xuất hiện, cao thủ của ba gia tộc lớn xung quanh đều vội vàng quỳ xuống, nét mặt rất cung kính. Sự kính trọng và sợ hãi với thần linh tiên tổ ăn sâu vào xương tủy họ. Vì mọi thứ mà bọn họ có bây giờ đều đến từ thần linh tiên tổ. Ba vị thần linh trên bầu trời vẫn đang nhìn xuống Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh lẽo, dường như mọi thứ đều chỉ là kiến trong mắt bọn họ. Vị thần linh bên trái đột nhiên chỉ xuống bên dưới, sau động tác này có một tia thần quang lao xuống từ trên trời, thần quang này lao xuống xé rách mọi thứ, thoáng chốc đã di chuyển tới đỉnh đầu của Diệp Quân. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm bay lên cao. Oanh! Ý kiếm lập tức bị đánh nứt ra. Vị thần linh kia chợt đè tay phải xuống, thần quang bộc phát ra ánh sáng vạn trượng. Ầm! Ý kiếm bị đánh bay. Nhưng vẫn không vỡ tan. Thần quang bay đến trước mặt Diệp Quân, Diệp Quân hờ hững chém ra một kiếm. Oanh! Diệp Quân thoáng chốc lùi lại chục nghìn trượng, mà thần quang kia thì vẫn chưa tan biến, nhưng ngay sau đó, Diệp Quân cầm kiếm trong tay phải, dốc hết sức lực đánh trả. Ầm! Thần quang kia lập tức nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm Mạt Thiên Đô đang có mặt lập tức tỏ vẻ khó tin, không ngờ Diệp Quân này lại có thể giao thủ với thần linh. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn thần linh vừa ra tay trên bầu trời, thần linh này mặc một bộ thần bào rộng lớn, trước ngực của thần bào có một đóa hoa sen màu đen, hoa sen trông rất sống động như có thật. Giọng nói của Mộc Nguyên chợt vang lên trong đầu Diệp Quân, Mạt Ách thần linh, một trong những học trò của thượng thần năm đó, cẩn thận đóa hoa sen màu đen trước ngực ông ta, đó là kiếp liên được luyện hóa từ vô số thiên kiếp ách nạn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Quân gật đầu. Hắn chậm rãi đi về phía Mạt Ách thần linh kia, tư thế của hắn rất ung dung, nét mặt cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong mắt hắn không hề có vẻ kính nể, cũng không có chút sợ hãi nào. Mạt Ách nhìn chằm chằm Diệp Quân, cất giọng nói không chứa đựng chút cảm xúc nào, con kiến. Dứt lời, ông ta trở tay đè một phát, một thần quang màu đen chợt bay xuống từ trong lòng bàn tay của ông ta. Vụt! Thần quang lao xuống. Toàn bộ tinh hà vũ trụ đều trở nên hư ảo. Dù chỉ là một phân thân, nhưng vũ trụ tinh hà này vẫn không thể chịu đựng được sức mạnh của ông ta. Diệp Quân ở bên dưới chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này hắn xem thần quang như một sức mạnh phong ấn. So sánh hai thứ với nhau thì cái nào mạnh hơn? Rõ ràng chính là phong ấn của thần nhất, nhưng có điểm khác biệt, phong ấn thần nhất chủ yếu là trấn áp, có rất ít sát ý. Còn thần quang trước mắt thì không phải muốn chấn áp, mà là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diệp Quân không sử dụng kiếm kỹ, hắn tiến lên một bước, mở lòng bàn tay ra, một thanh ý kiếm bay lên cao từ trong lòng bàn tay hắn. Ầm, thanh kiếm đâm lên trên thần quang kia, nhưng sau đó ý kiếm lại bắt đầu nứt ra, hơn nữa cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của thần quang, nó vẫn lao thẳng từ trên xuống. Đúng lúc này, Diệp Quân lại chém ra một kiếm nữa. Một kiếm không thể ngăn cản thì chém thêm một kiếm. Chiêu kiếm thứ hai bay lên cao, chém thẳng lên trên thần quang kia, sức mạnh cường đại thoáng chốc chém vỡ thần quang kia. Thần quang vỡ tan, bắn tung tóe trên không trung như pháo hoa, rực rỡ chói mắt. Thấy cảnh này, Mạt Ách kia híp mắt lại, sát khí trong mắt như hóa thành thực thể, ông ta không ngờ phàm nhân như kiến này lại có thể phá vỡ thần quang của ông ta hai lần liên tiếp. Dù ông ta chỉ là một phân thân, nhưng một phàm nhân nhỏ bé vẫn chưa đủ tư cách khinh thường. Mạt Ách đột nhiên xông lên, đánh một quyền xuống Diệp Quân bên dưới.
mà hai vị thần linh khác vẫn còn chưa ra tay. Thật ra bọn họ đang cảm thấy không vừa lòng, giết một phàm nhân yếu đuối mà lại gọi cả ba người cùng xuất hiện. Ba vị thần linh đối phó với một phàm nhân như con kiến. Bọn họ cảm thấy đó là một chuyện rất mất giá. Mạt ách thần linh kia xông lên, lao tới trước mặt Diệp Quân như một viên đạn đại bác. Sau đó ông ta đánh ra một quyền, trên quyền mang có vô số thần quang màu đen xuất hiện. Sức mạnh chèn ép mà Mạt ách bộc phát ra khiến Diệp Quân nhất thời như chết chìm, dường như sắp ngạt thở đến nơi. Nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt, vì sau đó Diệp Quân đã lập tức xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên. Diệp Quân bị cú đấm của Mạt ác làm lùi lại cả nghìn trượng, thời không xung quanh sụp đổ trở thành một màu đen kịt. Diệp Quân vừa mới dừng lại, Mạt ách kia đã biến thành một tia thần quang màu đen lao tới trước mặt hắn một lần nữa. Diệp Quân lại xuất kiếm. Oanh! Diệp Quân tiếp tục lùi lại. Cứ thế, Diệp Quân bị Mạt ách đánh đến mức liên tục lùi về sau. Nhìn từ bên ngoài sẽ nghĩ Diệp Quân đã hoàn toàn bị áp đảo, nhưng hai vị thần linh trên bầu trời lại nhíu mày, vì bọn họ phát hiện chiến đấu đến tận bây giờ, kiếm ý của Diệp Quân vẫn chưa từng bị đánh vỡ lần nào. Hai vị thần linh nhìn nhau, đều có hơi kinh ngạc. Kiếm ý của Diệp Quân ngưng tụ đến mức khiến bọn họ hơi bất ngờ. Kiếm ý có thể ngưng tụ đến mức khó mà phá hủy như thế là vì người luyện kiếm có ý chí mạnh mẽ, niềm tin kiếm đạo kiên định, vì thế mới có thể kiên cố không phá vỡ được. Mà dù ở thời đại của bọn họ, kiếm ý thế này cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng bây giờ một kiếm tu trẻ tuổi lại có kiếm ý như thế, điều này thật sự khiến bọn họ hơi kinh ngạc. Nữ thần linh kia chợt cất lời, người này không đơn giản đâu. Nam thần linh gật đầu, ông ta nhìn người đời sau của mình bên dưới, sau đó nói, đời sau của ta chắc chắn sẽ không tùy tiện sử dụng lá bài tẩy mà ta để lại cho chúng, nhưng bây giờ chúng lại dùng, không những thế mà ba nhà còn cùng nhau sử dụng. Nữ thần linh bình tĩnh nói, muốn biết nguyên nhân chẳng phải quá đơn giản sao. Dứt lời, bà ta nhìn xuống tộc nhân của mình bên dưới bằng ánh mắt chuyên chú. Chỉ trong nháy mắt vô số tin tức đã xuất hiện trong đầu bà ta. Sau mấy giây, sắc mặt nữ thần linh và nam thần linh đều thay đổi, hai người nhìn nhau, đồng thời thốt lên truyền thừa của sư phụ. Lúc này hai người đều cực kỳ khiếp sợ, vì bọn họ không ngờ thiếu niên kiếm tu này lại nhận được truyền thừa của sư phụ thần nhất. Phải biết rằng năm đó vì tranh đoạt truyền thừa của sư phụ, bọn họ đã đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán. Cũng vì lý do đó mà thần điện năm đó chia năm xẻ bảy, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai có được truyền thừa này cả. Bọn họ không ngờ bây giờ thiếu niên kiếm tu này lại nhận được truyền thừa của sư phụ thần nhất. Nữ thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa, có lẽ mọi thứ của sư phụ đều đang ở trong tay hắn ta. Nghe thấy thế ánh mắt của nam thần linh chợt trở nên nóng bỏng. Mọi thứ của sư phụ thần nhất. Ông ta động lòng. Nữ thần linh chợt cười khẽ, không ngờ lại có một thu hoạch lớn như thế. Nam thần linh gật đầu, đúng vậy. Lúc này, cảm giác không vui trước đó của hai người lập tức biến mất, truyền thừa của sư phụ thần nhất thật sự là một bất ngờ lớn. Diệp Quân ở phía xa đã hoàn toàn bị áp đảo, nhưng hắn vẫn rất cứng đầu, mà nắm đấm của Mạt ách thần linh vẫn không thể đánh vỡ kiếm ý của hắn. Ngược lại kiếm ý của Diệp Quân lại trở nên ngày càng mạnh hơn dưới nắm đấm của ông ta. Không chỉ có kiếm ý mà sức chiến đấu của Diệp Quân cũng thế. Thấy cảnh này nữ thần linh kia chợt nhíu mày, hắn ta đang lợi dụng sức mạnh của Mạt ách để rèn luyện kiếm ý của mình. Nam thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa, có ra tay không? Nữ thần linh lắc đầu, Mạt ách này rất kiêu ngạo, bây giờ nếu hai chúng ta ra tay chắc chắn sẽ khiến ông ta không vui. Tuy sức chiến đấu của kiếm tu kia ngày càng mạnh hơn. Nhưng hắn ta muốn thắng Mạt ách rõ ràng là một chuyện hoang đường. Nam thần linh gật đầu, tiếp tục theo dõi trận chiến. Oanh! Lúc này phía xa chợt vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó Diệp Quân lại liên tục lùi về sau. Hắn vừa dừng lại thì Mạt ách thần linh kia đã xông tới đánh mạnh một quyền về phía hắn. Sau khi dừng lại, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, lúc Mạt ách đã đến ngay trước mặt thì hắn đột nhiên đâm kiếm ra. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Kiếm chém ra, hàng vạn hàng nghìn thanh ý kiếm bay đi từ trước mặt Diệp Quân, sau đó hội tụ thành một thanh. Một vùng thần quang vỡ tan thành, Diệp Quân và Mạt ách thần linh cùng lúc lùi lại. Thấy cảnh này,
Tất cả mọi người xung quanh đều tỏ vẻ khó tin, bọn họ không ngờ Diệp Quân lại có thể chém lui một vị thần linh chỉ bằng một kiếm, dù vị thần linh này chỉ là một phân thân nhưng đó cũng là thần linh đấy. Sao có thể chứ? Sau khi dừng lại, Mạt Ách nhìn xuống cơ thể của mình, lúc này thân thể của ông ta đã trở nên mờ ảo hơn rất nhiều. Mạt Ách híp mắt lại, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân phía xa, trong lòng hơi khiếp sợ, vì ông ta không ngờ phàm nhân tựa như con kiến trong mắt mình lại có kiếm ý cô đọng như thế, dù là ông ta cũng không thể đánh vỡ được nó. Sau nỗi khiếp sợ, cơn tức giận ập đến. Một kẻ tầm thường lại dám khinh nhờn thần linh. Mạt Ách chậm rãi siết chặt hai tay, hoa sen màu đen trước ngực ông ta chợt tản ra những lưu quang màu đen. Sau đó một hơi thở vô cùng đáng sợ lan ra trong đất trời, sắc mặt cao thủ của bốn gia tộc bên dưới đều thay đổi dữ dội, bọn họ đồng loạt lùi lại, cách xa nơi này. Diệp Quân ở phía xa vùng ý kiếm trong tay, hắn nhìn về phía Mạt Ách thần linh, trong mắt không có chút sợ hãi nào mà còn tràn đầy hưng phấn. Trận chiến này còn kích thích hơn sức mạnh phong ấn của thần nhất rất nhiều. Hiện tại hắn có cảm giác máu huyết trong cơ thể mình bắt đầu sôi trào, nhưng hắn cũng không sử dụng chút sức mạnh huyết mạch nào. Đúng lúc này, Mạt Ách thần linh kia đột nhiên biến mất, trong nháy mắt một đóa hoa sen màu đen đáng sợ lóe lên, bay thẳng đến chỗ Diệp Quân. Trong tích tắc tinh hà vũ trụ trong toàn bộ đất trời đều bắt đầu tan vỡ. Mà gần như cùng lúc đó, Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, vào khoảnh khắc hắn biến mất, một huyết mạch chợt bao trùm lấy thiên địa. Ba sức mạnh huyết mạch xuất hiện. Vụt! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chiêu kiếm của Diệp Quân đánh tan hoa sen màu đen đáng sợ kia, một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa chân mày của Mạt Ách. Diệp Quân dùng kiếm kéo Mạt Ách kia đi xa khoảng chục nghìn trượng mới dừng lại. Thiên địa yên tĩnh như đã chết. Mạt Ách nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, ngươi. Diệp Quân lại chém ra một kiếm. Xoẹt! Mạt Ách thần linh cứ thế bị đánh tan. Diệp Quân xoay người nhìn hai thần linh trên bầu trời kia, người tiếp theo. Nói xong, hắn thoáng im lặng, sau đó mới nói tiếp, cùng ra tay cũng được. Mọi người! Không biết xấu hổ! Xung quanh hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Cùng ra tay! Ngông cuồng! Nếu là trước đây chắc chắn mọi người sẽ cho rằng Diệp Quân ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng lúc này, Mạt Ách kia vừa bị chém chết đấy. Lúc Diệp Quân đánh tan Mạt Ách kia, đầu óc tất cả mọi người của bốn gia tộc đều trở nên trống rỗng. Bọn họ cho rằng đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, nhưng chuyện này lại diễn ra ngay trước mặt bọn họ. Giết chết thần linh. Dù đây chỉ là một phân thân nhưng đó vẫn là thần linh đấy. Lúc này, tín ngưỡng của cao thủ bốn gia tộc đều đang dần sụp đổ. Hai vị thần linh trên bầu trời đưa mắt nhìn xuống Diệp Quân, thật sự thì lúc này bọn họ cũng rất kinh ngạc, vì bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Quân này còn có ba sức mạnh huyết mạch. Đương nhiên nếu Mạt Ách không khinh địch mà sử dụng thần thông cảm nhận ngay từ đầu, thì ông ta đã có thể cảm nhận được huyết mạch đặc biệt của Diệp Quân rồi. Đương nhiên đó cũng là vì Diệp Quân biết che giấu đến thời khắc mấu chốt mới để lộ ra. Nữ thần linh đột nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh, ông lên hay là ta đây? Người đàn ông không nói gì mà tiến lên một bước, sau bước chân này, một vòng xoáy ánh sáng màu đen chợt xuất hiện dưới chân ông ta. Ở phía xa, giọng nói của Mộc Nguyên lại vang trên trong đầu Diệp Quân một lần nữa, Triệu Võ. Diệp Quân cười khẽ, cái tên cũng giống con người đấy chứ. Mộc Nguyên nói, ở thời đại thần nhất, bọn họ vốn chỉ là người bình thường. Sau đó vì đi theo thượng thần học được chút bản lĩnh nên dần vứt bỏ nhân tính, vì thế tự xưng là thần. Hay, đều là một đám người quên mất ý nguyện ban đầu. Quên mất ý nguyện ban đầu. Diệp Quân chậm rãi nhắm mặt lại, bây giờ hắn vẫn còn nhớ một câu cô váy trắng từng nói với hắn, ý nguyện ban đầu không thay đổi thì sẽ có thể vô địch. Ý nguyện ban đầu. Nghe thì đơn giản, nhưng Diệp Quân biết thật ra nó rất khó. Hắn vẫn khá tán thành lời A Nan nói trước đây, khi một người trải qua nhiều chuyện rồi chắc chắn sẽ dần lạnh nhạt với một vài thứ. Tính cách và suy nghĩ đều sẽ thay đổi, dù sao con người cũng luôn trưởng thành, vì thế muốn giữ được ý nguyện ban đầu là một chuyện cực kỳ khó khăn. Diệp Quân đột nhiên lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới vấn đề này nữa. Chúng ta có thể suy nghĩ đến tương lai nhưng không thể nghĩ quá nhiều, sống tốt ở hiện tại mới là quan trọng nhất.
Sau khi dọn sạch mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Triệu Võ thần linh phía xa. Triệu Võ đột nhiên biến mất khỏi vị trí vừa đứng, sau đó một sức mạnh cắn nuốt chợt xuất hiện và lao nhanh về phía Diệp Quân. Diệp Quân híp mắt mở lòng bàn tay, vô số kiếm ý bay ra từ trong cơ thể hắn, những kiếm ý này biến thành những tia kiếm quang ngăn chặn vòng xoáy màu đen kia. Đối đầu trực diện, hai người lập tức giằng co không ngừng. Vì vòng xoáy màu đen kia không thể cắn nuốt hết kiếm ý của Diệp Quân, nhưng kiếm ý của Diệp Quân cũng không thể chém vỡ được nó. Vào lúc Diệp Quân muốn sử dụng sức mạnh huyết mạch thì tình huống bất ngờ chợt diễn ra, một người phụ nữ xuất hiện sau lưng hắn mà không hề báo trước, đánh một quyền về phía gáy của Diệp Quân. Người ra tay chính là nữ thần linh kia. Đánh lén. Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Diệp Quân không quan tâm đến người phía sau mà tiếp tục sử dụng kiếm ý vô địch chống lại vòng xoáy màu đen. Lúc này, Diệp An chợt xuất hiện ở sau lưng Diệp Quân, sau đó đâm ra một thương. Oanh! Nữ thần linh lập tức bị đánh lui. Diệp An cầm trường thương lạnh lùng nhìn nữ thần linh, vô cùng khinh thường, không biết xấu hổ. Nữ thần linh híp mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp An nhắc lại, không biết xấu hổ. Nữ thần linh chỉ về phía Diệp An, sát khí trong mắt bà ta như hóa thành thực thể, ta sẽ cho ngươi biết nói chuyện không suy nghĩ sẽ phải trả giá thật đắt. Dứt lời, bà ta đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền nhằm vào Diệp An. Diệp An không sử dụng thương mà lại cất nó đi, sau đó cũng đánh một quyền về phía người phụ nữ. So đấu võ đạo. Hai nắm đấm đọ sức với nhau, mỗi cú đấm đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt đất trời, nhưng Diệp An lại không thua kém nữ thần linh này chút nào, rõ ràng là ngang tài ngang sức. Trong động thiên thần nhất không chỉ có Diệp Quân tiến bộ mà cả Diệp An cũng thế. Thật ra hai tỷ muội họ cũng cạnh tranh với nhau, không ai muốn yếu hơn ai, đương nhiên không phải là cạnh tranh tiêu cực. Lúc Diệp An giữ chân nữ thần linh kia, kiếm ý xung quanh Diệp Quân chợt trở thành màu đỏ như máu. Sức mạnh huyết mạch. Khi điều động ba loại sức mạnh huyết mạch cùng một lúc, vô số kiếm ý lập tức đánh tan vòng xoáy màu đen. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên tiến lên một bước, đâm thanh kiếm đang cầm trong tay phải về phía trước. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Chiêu kiếm này sử dụng cả ba loại sức mạnh huyết mạch. Ầm. Vòng xoáy màu đen kia ầm ầm vỡ tan. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên đấm một quyền đến trước mặt hắn. Người đó chính là Triệu Võ kia, trên nắm đấm của ông ta là một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy tràn ngập những sức mạnh đáng sợ. Diệp Quân chợt thầm nói, thiên thiên. Oanh! Một sức mạnh kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể Diệp Quân, ngay sau đó, Diệp Quân đâm ra một kiếm nữa. Xoẹt! Chiêu kiếm này xuyên thủng nắm đấm của Triệu Võ kia. Sau đó thuận thế đâm vào người ông ta. Con người Triệu Võ co lại, ngươi. Không đợi ông ta nói xong, Diệp Quân đã tiếp tục đâm một kiếm. Vụt. Triệu Võ cứ thế bị giết chết. Hắn không cho đối phương thời gian để nói nhảm, lỡ như đối phương liên lạc với bản thể chẳng phải hắn sẽ toi đời sao. Dù bây giờ thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, còn giết chết hai vị thần linh. Nhưng hắn biết rõ hai vị thần linh này đều không phải bản thể, chỉ là một phân thân mà thôi, với thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa đủ khả năng đối đầu trực diện với một thần linh chân chính. Tóm lại vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Dù cuối cùng vẫn phải chiến đấu với những thần linh chân chính kia, nhưng kéo dài được bao lâu thì tốt bấy nhiêu, dù sao bây giờ hắn vẫn cần thời gian đều phát triển. Sau khi giết chết vị thần linh kia bằng một kiếm, Diệp Quân đột nhiên xoay người biến thành một tia kiếm quang xông về phía nữ thần linh. Nữ thần linh đang giao thủ với Diệp An cảm nhận được điều gì đó, bà ta xoay người nâng tay lên đỡ đòn, vô số thần quang lóe lên, nhưng lúc này một thanh kiếm đã chém tới. Ầm. Nữ thần linh thoáng chốc bay đi xa, vào khoảnh khắc bà ta bay đi, Diệp An đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay bà ta, sau đó nâng đầu gối thúc vào bụng bà ta. Bốp. Nữ thần linh lập tức trở nên hư ảo, ngay sau đó còn không cho bà ta kịp phản ứng, một thanh kiếm đã đâm vào giữa chân mày bà ta. Trong nháy mắt nữ thần linh đã bị đánh tan. Thấy cảnh này, các cao thủ của bốn gia tộc đang có mặt đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, đến khi lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy.
lúc này bọn họ hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu nữa. Đùa à, ngay cả thần linh mà người này còn giết được thì sao bọn họ có thể là đối thủ chứ? Mà Diệp Quân và Diệp An cũng không định bỏ qua cho những người này, hai tỉ muội đồng thời đuổi theo, chỉ trong nháy mắt những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Tàn sát! Lúc này người của bốn gia tộc đều đã mất đi dũng khí chống cự, ba vị thần linh bị giết chết ngay trước mặt bọn họ khiến bọn họ sợ muốn vỡ mật, làm gì còn suy nghĩ chống đối gì nữa, toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn. Thật ra ba người nhóm Mạc Thiên Đô không hề muốn chạy mà là muốn chiến đấu, vì bọn họ phát hiện một điều là phân thân của tiên tổ cũng không mạnh đến thế. Nói một cách nghiêm túc thì cũng chỉ mạnh hơn tổ cảnh một chút mà thôi, nói cách khác nếu bọn họ cùng hợp tác chiến đấu thì vẫn còn cơ hội, chạy trốn thế này chẳng khác nào đội quân tan rã, chỉ có thể đợi bị tàn sát. Nhưng tiếc là lúc này người trong tộc bọn họ đã không còn suy nghĩ phản kháng nữa, dù bọn họ có ra lệnh thế nào thì những người kia đều sẽ không nghe, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Tiên tổ thần linh bị giết khiến tín ngưỡng của rất nhiều người lập tức sụp đổ. Vì từ trước đến giờ lòng tin của bọn họ đều đến từ tiên tổ thần linh, dù sao cả đời bọn họ đều tự xưng mình là hậu duệ của thần linh, thân phận này luôn khiến bọn họ cảm thấy rất vinh quang. Mà lúc này, thần linh bị người bình thường giết chết, tín ngưỡng của bọn họ hoàn toàn sụp đổ, vì bọn họ luôn nghĩ thần linh phải vô địch, không thể thất bại. Diệp Quân và Diệp An điên cuồng đuổi giết khắp nơi, cứ thế hai người đuổi giết đến Ma tộc. Sở dĩ đuổi giết Ma tộc là vì Diệp Quân biết chủ mưu vây giết hắn lần này chính là nhà họ Mạt, vì thế hắn quyết định xử lý nhà họ Mạt trước. Mạc Thiên Đô vừa về đến gia tộc đã vội cho người khởi động trận pháp phòng vệ, những tia sáng màu vàng bay lên cao từ trong tộc, sau đó đánh về phía Diệp Quân và Diệp An. Diệp Quân tiến lên một bước, hắn mở lòng bàn tay, vô số kiếm ý vô địch biến thành những tia kiếm quang bay đi, toàn bộ chân trời bị chém ra những khe hở, vô cùng đáng sợ. Những tia sáng màu vàng nhạt nhanh chóng bị kiếm ý của Diệp Quân chém vỡ, kiếm ý rơi vào trong mạt giới như mưa rông, trong mạt giới lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lúc này Mạc Thiên Đô kia đột nhiên bay tới trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Quân, ngươi thật sự muốn làm đến cùng ư? Diệp Quân không nói nhảm với lão ta mà nâng tay chém xuống một kiếm. Ầm. Mạc Thiên Đô bị chém lui cả nghìn trượng. Diệp Quân lạnh lùng nhìn lão ta, tốt xấu gì ông cũng là tộc trưởng, sao lại nói chuyện ngây thơ vậy? Sắc mặt Mạc Thiên Đô hơi khó coi, dù ngươi giết chết phân thân của linh hồn tiên tổ nhà họ Mạc ta, nhưng đó cũng chỉ là một phân thân, thực lực còn chưa bằng 1% bản thể của tiên tổ, nếu ngươi đẩy chúng ta đến bước đường cùng, ngươi. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu muốn xuất kiếm một lần nữa, hắn không muốn nghe đối phương nói mấy câu nhảm nhí không có ý nghĩa này. Đến lúc này rồi đương nhiên là phải đuổi cùng giết tận, vì hắn biết rõ nếu hắn thua, những người này sẽ còn tàn nhẫn hơn cả hắn. Thấy Diệp Quân vẫn muốn ra tay, sắc mặt Mạc Thiên Đô thoáng chốc thay đổi, Diệp Quân, ngươi nên suy nghĩ vì người trong tộc của mình. Diệp Quân cau mày, ông có ý gì? Mạc Thiên Đô nhìn chằm chằm Diệp Quân, không lâu trước đây, gia chủ nhà họ Trần là Trần Du đã dần cao thủ đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà. Nếu không ngoài dự đoán thì lúc này tộc của ngươi đã rơi vào tay ông ta, nếu ngươi đuổi cùng giết tận chúng ta thì chắc chắn Trần Du sẽ giết chín tộc nhà ngươi, khiến ngươi trở thành một kẻ mồ côi. Nghe thấy lời của Mạc Thiên Đô, sắc mặt Diệp Quân và Diệp An lập tức trở nên kỳ lạ. Phải nói rằng, Diệp Quân rất bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ tên này lại phái người đến Tuế Nguyệt Trường Hà để bắt người trong tộc mình. Nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Hắn trốn trong động thiên thần nhất, những người này chắc chắn sẽ tìm cách ép hắn ra ngoài, bắt người thân của hắn đến ép hắn cũng là một cách hay. Nghĩ vậy, Diệp Quân nhịn cười hỏi, các ngươi bắt được chưa? Mạc Thiên Đô nhìn Diệp Quân, cố gắng giữ bình tĩnh, Diệp Quân, cha mẹ ngươi đều đang nằm trong tay bọn ta, nếu ngươi dám tiếp tục giết người thì bọn họ sẽ sống không bằng chết, ngươi không thể tưởng tượng được thủ đoạn của bọn ta đâu. Diệp An bình tĩnh nhìn Mạc Thiên Đô, không nói gì. Diệp Quân bỗng nổi trận lôi đình, đê tiện vô liêm sỉ, các ngươi là hậu duệ của thần linh, sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy chứ? Ông, thấy Diệp Quân đã mắc lừa, Mạc Thiên Đô thở phào nhẹ nhõm, thật ra cũng không tính là bị lừa, vì theo ông ta nghĩ, Trần Du lúc này chắc chắn đã tới Tuế Nguyệt Trường Hà.
Trần Du đích thân dẫn đội chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói cách khác, cha mẹ của Diệp Quân bây giờ đã ở trong tay Trần Du, nhưng ông ta hơi thắc mắc tại sao Trần Du vẫn chưa dẫn người trở về. Không nghĩ nhiều nữa, mà Thiên Du khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn Diệp Quân nói, Diệp công tử, chúng ta nói chuyện đi. Lúc này, ông ta đương nhiên đã có tư cách nói chuyện. Diệp Quân nhìn chằm chằm Mạc Thiên Đô, ánh mắt như sắp nổ tung, giống như một con thú giận dữ. Diệp An đá vào mông Diệp Quân, đừng giả bộ nữa. Diệp Quân, Mạc Thiên Đô nhíu mày, hơi nghi ngờ, giả vờ gì vậy? Lúc này, Diệp Quân và Diệp An đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Mạc Thiên Đô. Mạc Thiên Đô kinh hãi, các ngươi. Trong lúc vội vàng, Mạc Thiên Đô đã phòng thủ một cách bị động. Dầm. Mạc Thiên Đô bị đánh bay. Nửa canh giờ sau, Mạc Thiên Đô bị kiếm ghim chặt tại chỗ, giờ phút này, cơ thể ông ta đã nát vụn, chỉ còn lại linh hồn. Mạc Thiên Đô nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, trầm giọng nói, ngươi không quan tâm đến cha mẹ mình sao? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không quan tâm. Mạc Thiên Đô tức giận mắng, đồ bất hiếu. Diệp Quân. Mạc Thiên Đô nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi không quan tâm đến sự sống chết của cha mẹ mình, ngươi có biết hành động này của ngươi khiến cha mẹ ngươi phải trả giá thế nào không? Bọn họ sẽ sống không bằng chết. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, ta quyết định sẽ nói cho ngươi một sự thật. Mạc Thiên Đô nhíu mày với vẻ nghi hoặc. Diệp Quân nghiêm túc nói, trong nhà ta, tỷ đệ ta là yếu nhất. Mạc Thiên Đô sững sờ, lúc này, một ông lão từ phía xa chạy tới, ông lão này chính là tam trưởng lão mà ông ta cử tới nhà họ Trần xin cứu viện. Sắc mặt tam trưởng lão trắng bệch, run rẩy nói, tộc trưởng, gia chủ nhà họ Trần, Trần Du đã bị nổ tung rồi. Bọn họ, đều bị giết hết rồi. Đầu óc Mạc Thiên Đô trở nên trống rỗng, Trần Du bị tiêu diệt rồi hả? Sao có thể chứ? Mạc Thiên Đô không thể chấp nhận được sự thật này. Diệp Quân nhìn Mạc Thiên Đô, hắn biết mẹ sắp đến thời đại cũ này rồi. Cách đó không xa, sắc mặt Mạc Thiên Đô tái nhợt, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng lúc này, ông ta lại nhớ tới một người, đó chính là Mạc Yêu Yêu. Hóa ra người tỉnh táo nhất trong nhà họ Mạc lại là con gái ông ta. Nếu lúc đầu nghe theo lời của Mạc Yêu Yêu, trừ khử nhà họ Vương trước, sau đó âm thầm quan sát sự thay đổi thì bây giờ nhà họ Mạc đã là người được lợi nhất. Mạc Thiên Đô cười khổ, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ giọng nói, thì ra tiên tổ thần linh cũng không phải vô địch thật sự. Nói xong ông ta hoàn toàn biến mất. Lúc đầu ông ta không nghe lời Mạc Yêu Yêu là vì quá tự tin. Ông ta cho rằng tiên tổ thần linh là vô địch, có được con át chủ bài này, nhà họ Mạc sẽ bất khả chiến bại, nhưng ông ta không ngờ tiên tổ thần linh lại yếu như vậy. Nếu biết trước tiên tổ thần linh yếu như vậy, ông ta sẽ không liều chết. Đáng tiếc, tất cả đã muộn rồi. Sau khi Mạc Thiên Đô chết, Diệp Quân và Diệp An định giải quyết nốt đám cường giả nhà họ Mạc, nhưng đúng lúc này, một cô gái xuất hiện, cô gái này mặc một chiếc váy đỏ, cực kỳ quyến rũ. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân hơi bất ngờ, là cô. Người tới chính là Mạc Yêu Yêu. Diệp An nhíu mày, vợ đệ à? Diệp Quân bất lực, tỷ tỷ, sao tỷ nhìn ai cũng nói là vợ đệ thế? Diệp An nhìn hắn, dây dưa ít thôi, nếu không sau này hậu viện của đệ sẽ phát hỏa đấy. Tiểu Tháp nói, thật ra đều là mấy cô gái mê hoặc tiểu chủ, mấy cô gái hiện thực hơn đàn ông xấu xí sẽ không biết con gái chủ động cỡ nào. Diệp Quân. Diệp An quan sát Diệp Quân, quả thật nếu người em trai này trông xấu xí thì không nhận cũng chẳng sao. Lúc này, Mạc Yêu Yêu cười nói, Diệp công tử, người vẫn khỏe chứ? Diệp Quân nhìn Mạc Yêu Yêu, cười nói, Yêu Yêu cô nương là người nhà họ Mạc à? Mạc Yêu Yêu gật đầu, đúng vậy. Cô ta khẽ nhếch môi, Diệp công tử có thể nể mặt ta mà tha cho. Diệp Quân lắc đầu, không được. Mạc Yêu Yêu sững người. Diệp Quân cười nói, chắc Yêu Yêu cô nương cũng biết rõ trái phải đúng sai, ta không cần giải thích nhiều nữa. Mạc Yêu Yêu khẽ thở dài, tỏ vẻ đáng thương, Diệp công tử, không thể phá lệ chút sao. Diệp Quân không nói gì, hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía cường giả Mạc tộc bên dưới. Mạc Yêu Yêu sững sờ, sau đó lắc đầu cười, chàng trai này khá thú vị. Diệp An nói, đệ ấy có nhiều vợ lắm,
Mạt Yêu Yêu nhìn Diệp An, cười nói, có bao nhiêu người? Diệp An nghiêm túc nói, hơn 100 người. Mạt Yêu Yêu, chẳng mấy chốc, cường giả của Mạt tộc đều bị Diệp Quân xử lý sạch sẽ. Hắn không thích đồ sát, dù sao hắn cũng không phải kẻ cuồng sát, nhưng có những người đáng bị giết thì nên giết. Nhiều khi diệt cỏ phải diệt tận gốc. Sau khi giết xong, Diệp Quân nhìn Mạt Yêu Yêu, Yêu Yêu cô nương, xin bảo trọng. Nói xong hắn và Diệp An xoay người rời đi. Mạt Yêu Yêu nhìn Mạt tộc bên dưới, một lúc lâu sau, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, một gia tộc lớn đã bị hủy diệt. Không ai có thể đảm bảo điều gì sẽ đến vào ngày mai. Đương nhiên, nhà họ Mạt tự làm tự chịu. Bọn họ đã quá tin vào thần linh. Mạt Yêu Yêu cũng không hiểu sao người gia tộc mình lại tin vào tiên tổ thần linh đến vậy. Trước đây Thượng Thần Thần Nhất đã nói bản thân mới chính là thần của mình. Điều này cũng bình thường vì có rất nhiều đạo lý ai cũng biết, nhưng lại có rất ít người làm được. Mạt Yêu Yêu xoay người rời đi. Lần này cô ta tới Mạt tộc, không phải để cứu Mạt tộc, cô ta chỉ đến cứu một người phụ nữ, còn Mạt tộc tự làm tự chịu, không có gì đáng tiếc. Sau khi diệt Mạt tộc, Diệp Quân và Diệp An diệt cả nhà họ Trần và nhà họ Tần, lúc đến nhà họ Triệu, hai tỷ đệ cùng nhíu mày. Khí tức nguy hiểm. Diệp Quân và Diệp An nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Lúc này, Triệu Thiên Kích xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Diệp An, y mỉm cười nói, Diệp công tử, chuyện này có thể nhân nhượng không? Diệp Quân lắc đầu, không thể. Triệu Thiên Kích cũng không bất ngờ, chúng ta có thể đấu đơn một trận không? Diệp Quân nhìn Triệu Thiên Kích, cùng ta ư. Triệu Thiên Kích gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân đang định nói thì Diệp An đã kéo tay hắn lại, trầm giọng nói, có điều bất thường. Diệp Quân cười nói, tỷ giúp đệ canh chừng. Diệp An nhìn Diệp Quân, chắc chắn chứ. Diệp Quân gật đầu, sau đó đi về phía Triệu Thiên Kích, hắn đương nhiên không từ chối Triệu Thiên Kích. Đã nói là vô địch trong cùng thế hệ. Sao hắn có thể từ chối lời khiêu chiến của người cùng thế hệ được chứ? Thấy Diệp Quân đồng ý, Triệu Thiên Kích mỉm cười, mời xuất kiếm. Diệp Quân biến mất tại chỗ. Gần như cùng lúc, Triệu Thiên Kích tiến lên một bước. Bỗng chốc, một thanh thương hư ảo từ trong cơ thể y phóng ra, đồng thời cơ thể và kinh hồn y cùng thiêu đốt. Lúc này, thương thế và khí tức cá nhân của Triệu Thiên Kích đã đạt đến đỉnh cao. Một chiêu định sinh tử. Ngay từ đầu, Triệu Thiên Kích đã không nghĩ tới việc đấu trăm hiệp với Diệp Quân, mục đích của y rất đơn giản, chỉ muốn đánh Diệp Quân một cách bất ngờ. Vừa khai trận đã dùng chiêu lớn. Một thương này xuất ra khiến cả thế giới trở nên hư ảo. Sau đó dần tan chảy. Lúc này, kiếm của Diệp Quân đã phóng tới. Phập, kiếm của Diệp Quân đâm vỡ thanh thương của Triệu Thiên Kích, đâm tới trước ngực y. Trước mặt Triệu Thiên Kích, cả người Diệp Quân đỏ như máu, sức mạnh của ba loại huyết mạch dâng trào như thủy triều. Triệu Thiên Kích hơi bất ngờ. Diệp Quân nhìn Triệu Thiên Kích, ta cũng dùng toàn lực rồi. Sư tử đấu với thỏ cũng phải dùng toàn lực, Diệp Quân đương nhiên hiểu đạo lý này. Nghe Diệp Quân nói vậy, Triệu Thiên Kích cười nói, ta thua rồi. Diệp Quân định xuất kiếm lần nữa thì một luồng khí tức đáng sợ từ xa dâng lên. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, cách đó ngàn trượng có một ông lão mặc áo bào đen, đầu tóc bạc trắng. Diệp Quân nhìn ông lão với vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của ông lão này. Ông lão đi tới trước mặt Diệp Quân và Diệp An, cười nói, Diệp công tử, chuyện này là do nhà họ Triệu ta sai. Nhà họ Triệu ta xin đầu hàng, Diệp công tử có thể cho bọn ta một con đường sống không? Diệp Quân cười nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ông lão cười khổ, vậy thì không còn cách nào khác, chỉ đành liều chết một trận thôi. Nhưng trước khi bắt đầu, ta có một tin tức muốn nói cho Diệp công tử biết, hy vọng có thể dùng tin tức này để đổi lấy sự bình an của Triệu tộc. Diệp Quân nhìn ông lão, ta thấy hơi tò mò. Ông lão thấp giọng nói vài câu. Biểu cảm của Diệp Quân và Diệp An lập tức thay đổi. Diệp Quân trầm mặc một hồi rồi nói, ông chắc chứ? Ông lão gật đầu, Diệp công tử, ta không cần phải lừa ngươi. Diệp Quân im lặng. Quá khứ tông. Ông lão nói với hắn về chuyện Tư Phàm Tịnh của quá khứ tông đã bắt tay với thần điện. Thần điện. Diệp Quân trầm tư một hồi rồi nhìn ông lão nói cho ta biết về thần điện đi. Ông lão khẽ gật đầu, thần điện chính là chúng thần điện,
Diệp công tử đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà, chắc cũng biết đến chúng thần điện. Hiện nay trong chúng thần điện có 5 vị thần, lần lượt là Nguyên Thị, Phục Trần, Tỉnh Nguyệt, Hoa Hư và Ách Nghiệp. Diệp quân khó hiểu hỏi, những vị thần này của chúng thần điện không có quan hệ gì với các ông sao? Ông lão lắc đầu, không có quan hệ. Diệp quân cảm thấy khó hiểu. Ông lão giải thích, ở thời đại thần nhất, thượng thần thần nhất đã thu nhận rất nhiều đệ tử, vì vậy cũng có rất nhiều nhân vật được gọi là thần. Diệp quân cười nói, nhân vật được gọi là thần, ông không tôn trọng thần chút nào nhỉ? Ông lão bình tĩnh nói, thượng thần thần nhất từng nói mình mới là thần của mình. Diệp quân im lặng, cảnh giới của ông lão này chắc chắn đã vượt qua tổ cảnh. Ông lão nói tiếp, Diệp công tử biết vì sao những vị thần này hiện đang ở đâu không? Diệp quân lắc đầu. Ông lão nói, thần giới. Bọn họ tự tạo ra một thế giới chỉ thần mới có thể đặt chân tới. Theo ta được biết, bây giờ thần giới có một vị thần đã xây dựng lại đạo điện, hơn nữa còn trở thành thần chủ. Không thể nào. Đúng lúc này, Mộc Nguyên xuất hiện, sắc mặt hơi khó coi, bọn họ không có thần ấn. Không có được truyền thừa của thượng thần, sao có thể trở thành thần chủ chứ? Điều này là không thể. Ông lão nói, người đó có phong thần đài. Mộc Nguyên sững người tại chỗ. Diệp quân nhìn Mộc Nguyên, phong thần đài. Mộc Nguyên không đáp lời Diệp quân, mà nhìn chằm chằm ông lão, vị thần đó là ai? Tên là gì? Ông lão lắc đầu, ta không biết. Sắc mặt Mộc Nguyên càng khó coi hơn. Diệp quân hơi tò mò, phong thần đài ư? Mộc Nguyên hít một hơi thật sâu, nói, đây là một món đạo bảo do đích thân thượng thần tạo ra để phong thần, bởi vì khi đó có rất nhiều người đi theo thượng thần lập lại trật tự, những người này đã cống hiến sức lực cho vùng vũ trụ này, vì vậy thượng thần đã tạo ra một món đạo bảo như vậy, nhưng chỉ có 2 người được món đạo bảo này phong thần, trong đó có Huyền Tông người mạnh nhất thần điện khi đó. Diệp quân hỏi, còn một vị nữa là ai? Mộc Nguyên lắc đầu, không biết, ta chỉ biết tổng cộng có 2 người. Bởi vì thần ấn từng nói đến chuyện này. Diệp quân hơi tò mò, tại sao chỉ cho 2 người dùng, những người khác thì sao? Mộc Nguyên lại lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết về sau thượng thần đã phong ấn phong thần đài, từ đó phong thần đài không còn xuất hiện nữa. Ông ta nhìn Diệp quân, ta vốn định dẫn cậu đến chỗ phong ấn phong thần đài, xem thử có thể giải trừ phong ấn của thượng thần, lấy được phong thần đài hay không. Nhưng phong ấn đã bị phu tử lấy đi. Không có phong ấn, cậu đến đó rất nguy hiểm, vì vậy ta đã từ bỏ suy nghĩ này. Phu tử, nghe Mộc Nguyên nói vậy, Diệp quân thấy hơi khó hiểu, hôm đó sau khi bọn họ chạy trốn, nữ phu tử kia không đuổi theo nữa, điều này hơi bất thường. Về phần thần ấn, hắn không cảm thấy đáng tiếc, không phải vì hắn có rất nhiều thần vật mạnh mẽ, là hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng thần ấn có thể có lựa chọn của mình. Đi theo ta, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Không đi theo cũng chẳng sao, tự sống yên ổn là được. Mộc Nguyên nói tiếp, nếu đối phương thật sự có phong thần đài, vậy thì phong thần đài đó chẳng những có thể tăng cường sức mạnh của thần, mà còn có thể phong thần mới. Diệp quân lắc đầu, điều ta lo là tông chủ của quá khứ tông. Mộc Nguyên khẽ nhíu mày, tông chủ quá khứ tông ư. Diệp quân gật đầu, chắc ông không biết cô gái này, cô ta rất mạnh. Nói đến đây Diệp quân không khỏi lắc đầu cười. Cô gái này có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp, mà bây giờ, đối phương không muốn cho hắn cơ hội phát triển nữa. Hợp tác cùng thần linh. Diệp quân nhìn ông lão phía xa, sao ông biết bọn họ định hợp tác? Ông lão hơi do dự. Diệp quân nhíu mày, hả? Ông lão cười khổ, cốt nhi, ra đi. Vừa dứt lời, bên phải xuất hiện một cô gái, nhìn thấy cô gái này, Diệp quân sững sờ. Đây chính là nữ kiếm tu váy bố. Cũng là đệ tử của Tư Phàm Tịnh. Diệp quân nhìn nữ kiếm tu váy bố, cô là người nhà họ Triệu à? Nữ kiếm tu nhìn hắn, không nói gì. Ông lão bên cạnh vội vàng nói, đúng vậy, cô ấy là người nhà họ Triệu, tên Triệu Cốt Nhi, trước đây vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà gia nhập tông môn của Tịnh Tông Chủ, sau đó đi theo Tịnh Tông Chủ đến thời đại Tuế Nguyệt. Không coi trọng. Diệp quân nhìn Triệu Cốt Nhi, cô làm vậy có tính là phản bội sư phụ mình không? Triệu Cốt Nhi lắc đầu, không tính. Bởi vì thần của thần giới đã biết đến sự tồn tại của ngươi, hơn nữa còn biết trên người ngươi có truyền thừa của thượng thần thần nhất, bọn họ sẽ tới tìm ngươi ngay thôi.
Diệp Quân nhìn ông lão, không nói gì. Ông lão lẳng lặng chờ đợi, ông ta biết Diệp Quân đang do dự có nên tiêu diệt nhà họ Triệu hay không. Mặc dù cảnh giới của ông ta đã vượt qua tổ cảnh, nhưng ông ta biết rõ nếu chàng thanh niên này muốn giết Triệu tộc thì Triệu tộc sẽ không có đường lui. Ông ta biết một vài điều về Diệp Quân thông qua chuyện của Triệu Cốt Nhi. Đáng tiếc là Triệu Cốt Nhi trở về quá muộn, nếu về sớm hơn chút thì Triệu tộc đã không đến nông nỗi này. Triệu Cốt Nhi cũng không ngờ trong thời gian cô ta bế quan ở thần viện, người của tộc mình lại dốc toàn lực để vây giết Diệp Quân. Diệp Quân nói, tin tức này có ích cho ta, vì vậy Triệu tộc có thể sống. Nói xong, hắn xòe tay ra, kiếm ý đang ghim chặt Triệu Thiên Kích bay về tay hắn. Ông lão lập tức hành lễ, đa tạ Diệp công tử tha mạng. Diệp Quân không nói gì nữa, xoay người rời đi cùng Diệp An. Nhìn thấy tỷ đệ Diệp Quân biến mất, ông lão mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy, ông ta đã chuẩn bị liều chết một phen. Mặc dù không thể đánh thắng, nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. May là Diệp công tử không diệt tộc. Triệu Cốt Nhi nhìn hai người Diệp Quân biến mất ở phía xa với vẻ mặt phức tạp, cách đây không lâu, thực lực của cô ta còn ngang ngửa với Diệp Quân, vậy mà bây giờ, thực lực của Diệp Quân đã vượt xa cô ta, ngay cả cường giả tổ cảnh cũng không phải đối thủ của Diệp Quân. Thiên tài và thiên tài cũng có những điểm khác nhau. Triệu Cốt Nhi thở dài, rồi quay người rời đi. Trước đây khi còn ở thần viện, cô ta vẫn còn tâm tư đuổi theo, nhưng bây giờ đã không còn suy nghĩ này nữa. Bên kia, Diệp Quân dừng lại, nói với Diệp An, tỷ tỷ, xin tỷ hãy trở về một chuyến. Lúc này, hắn biết rõ phải trở về cho người nhà biết tình hình ở đây, nếu không tỷ đệ họ sẽ bị đám đông vây đánh. Bây giờ hai tỷ đệ bọn họ không đủ sức đối phó với tông chủ của quá khứ tông và đám thần linh kia. Diệp Quân muốn vô địch trong cùng thế hệ, còn người của thế hệ trước đương nhiên phải do người của thế hệ trước chiến đấu. Diệp An khẽ gật đầu, đệ cẩn thận. Nói xong, cô ấy xoay người rời đi, nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó chợt dừng lại, lấy ra một tia thương mang, đưa cho Diệp Quân, cho đệ. Diệp Quân nghi hoặc, đây là gì? Diệp An bình tĩnh nói, đệ giữ đi, thời khắc quan trọng có thể lấy nó ra. Diệp Quân định hỏi tiếp thì Diệp An đã trừng mắt, bảo đệ cầm thì cứ cầm đi, chần chừ gì nữa. Phiền chết đi được. Nói xong cô ấy hóa ném thương mang cho Diệp Quân, rồi hóa thành một tia sáng trắng biến mất trên bầu trời. Diệp Quân lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, thu thương mang lại. Lúc này, Mộc Nguyên nói, cô ấy trở về gọi người sao? Diệp Quân gật đầu. Mộc Nguyên trầm giọng nói, ta không biết tông chủ của quá khứ tông mạnh thế nào, nhưng ta biết thực lực của đám ngụy thần kia rất mạnh, hơn nữa, sau nhiều năm như vậy, thực lực của bọn họ chắc chắn còn mạnh hơn trước. Cho nên người bình thường không thể uy hiếp được bọn họ. Diệp Quân cười nói, thực lực của người nhà ta cũng không tồi. Mộc Nguyên do dự, cuối cùng cũng không nói gì nữa, bởi vì ông ta chưa từng gặp người nhà Diệp Quân, vì vậy cũng không biết thực lực của bọn họ ra sao, nhưng dựa vào thực lực và tài năng của Diệp Quân và Diệp An có thể thấy thực lực của người nhà Diệp Quân cũng không yếu. Nhưng ông ta vẫn hơi lo lắng. Mộc Nguyên nói, chúng ta tới âm dương giới. Diệp Quân nhìn Mộc Nguyên, hai tổ thú âm dương. Mộc Nguyên gật đầu, chúng là thần thú do Thượng Thần nuôi dưỡng. Sau khi Thượng Thần ra đi, chúng đã trở về thế giới của mình, không màng thế sự gì nữa. Cậu là người kế thừa của Thượng Thần, bọn chúng có khả năng sẽ quy phục trước cậu. Diệp Quân lắc đầu cười, có khả năng. Mộc Nguyên gật đầu, bởi vì bọn chúng từng nói chỉ quy phục trước người kế thừa của Thượng Thần. Diệp Quân im lặng. Mộc Nguyên nói tiếp, dưới hai tổ thú âm dương có một đội quân yêu thú. Các loại thú lớn ở thời thần nhất đều do bọn chúng kiểm soát, nếu cậu có thể khiến chúng đầu hàng thì cậu sẽ nhận được sự giúp đỡ lớn. Diệp Quân không nói gì. Mộc Nguyên do dự nói, có phải cậu không coi trọng lắm không? Diệp Quân chớp mắt, hơi bất ngờ, sao ông lại nghĩ vậy? Mộc Nguyên cười khổ, cậu coi thường cả thần ấn thì coi thường hai tổ thú âm dương cũng là điều bình thường, chỉ là... Cậu Diệp, ta thấy rất khó hiểu, gia đình cậu rốt cuộc là gia đình thế nào, cậu không coi trọng thần ấn, không coi trọng hai tổ thú âm dương, thậm chí còn không quan tâm đến truyền thừa của Thượng Thần. Diệp Quân cười nói, chúng ta đi tìm hai tổ thú âm dương đi. Mộc Nguyên gật đầu, được. Nói xong hai người biến mất tại chỗ. Sau khi cả hai biến mất,
một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện, người này chính là Anan. Anan nhìn hai người biến mất ở phía xa, bấm ngón tay tính toán, trong nháy mắt, tất cả quy luật vận mệnh giữa trời đất đều hóa thành thực chất xuất hiện xung quanh ông ta. Ông ta quan sát hồi lâu rồi cười nói, ta tính 9 lần, kết quả 9 lần đều là ta giết ngươi thì ta sẽ chết, ta thật sự muốn thử. Vừa nói ông ta vừa liếc nhìn xung quanh. Trời đất yên tĩnh không có gì cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.